Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 62. Thư viện Thiên Phủ có mấy vạn đệ tử, dù yêu cầu đối với đệ tử cốt cán có thấp cỡ nào thì sau khi sàng lọc cũng chỉ có hơn 100 người, chắc chắn đó là những tinh anh trong tinh anh. Có thể xếp trước 10 trong phần đông đệ tử cốt cán, hiển nhiên không thể khinh thường được. Cũng khó trách vì sao người này lại có thái độ ngông cuồng và không xem ai ra gì. Tên này rất cuồng nhiệt với Liễu Vân Yên, tuy đã bị từ chối nhiều lần nhưng hễ có ai tiếp cận nàng ta, hắn ta sẽ ra tay tàn nhẫn với kẻ đó. Một vài người lui đến gần Liễu Vân Yên đều bị hắn dạy dỗ rất thê thảm. Ngang ngược vậy à, không có ai quản hắn ư. Ai dám quản hắn chứ, ngoại trừ 10 đệ tử cốt cán đứng đầu thì không ai chỉ nổi hắn. Có thể nói, trong thư viện Thiên Phủ, ai cũng sợ hắn. Cung Minh nghiêm túc nói, Lâm huynh đệ, ngươi nên cẩn thận một chút, người này nói được làm được, chắc chắn sẽ không nương tay. Đã rõ, Lâm Nhất mỉm cười và không nói gì thêm. Lâm Nhất cũng không sợ Dương Hùng tìm đến gây rắc rối cho mình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu hắn ta không nói lý thì cũng đừng trách hắn không khách sáo, muốn ra tay với hắn thì nên nghĩ kỹ cái giá phải trả. Lâm Nhất thu hồi suy nghĩ, cười nói, Cung huynh, có lẽ ngươi hiểu về thư viện Thiên Phủ nhiều hơn ta, ngươi có thể chỉ cho ta nơi tu luyện linh văn được không? Điện Túc Vân là nơi dùng để tu tập linh văn, mỗi ngày đều có giảng sư ở đó để chỉ dạy các đệ tử nội môn tu luyện. Cung Minh mỉm cười nói ra cũng khéo, ta đang định đi đến Điện Túc Vân, nếu Lâm huynh không ngại thì có thể đi cùng. Đương nhiên không ngại. Như thế rất tốt. Đương nhiên Lâm Nhất sẽ không từ chối. Cảnh vật trong thư viện Thiên Phủ rất độc đáo, núi xanh nước biếc, dương liễu rủ bên hồ, mang đến cho người ta cảm giác thanh lịch. Tuy là đã được cải tạo nhưng với thủ pháp tinh xảo lại khiến người ta không có một chút cảm giác giả tạo nào cả. Trái lại, càng nhìn càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, dễ dàng đắm chìm trong cảnh sắc tao nhã kia. Có Cung Minh dẫn đường, hai người nhanh chóng đi đến Điện Túc Vân. Trước Điện Túc Vân có một quảng trường khá rộng lớn, không có những kiến trúc cao chót vót. Lúc này, ở đó đã có không ít đệ tử của thư viện khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Giữa sân có một bệ đá màu xanh, đó là nơi giảng sư giảng bài. Nhiều người thật đấy, không biết hôm nay là vị giảng sư nào đến giảng. Nhìn quanh một lượt, thấy bồ đoàn gần như ngồi kín người, Cung Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, vội nói, tìm chỗ ngồi xuống trước đã. Nhưng lúc này, một âm thanh mừng rỡ vang lên. Có ai đó đang gọi Lâm Nhất. Hắn ngước mắt nhìn, hóa ra lại là cô nhóc Bạch Vân kia, kể ra cũng khéo. Lâm Nhất cười nói, Cung huynh, ta đi trước. Cung Minh thờ ơ gật đầu, nhưng liếc mắt nhìn lại cảm thấy có gì đó không đúng, nên vội quay đầu nhìn lại. Nơi đó, nếu hắn ta nhớ không lầm thì đó là chỗ của Cổ Đằng, tuy người nọ chỉ là đệ tử nội môn. Nhưng cũng không dễ chọc. Cung Minh vừa định nhắc nhở Lâm Nhất thì phát hiện đối phương đã đi qua đó và thản nhiên ngồi xuống. Thấy vậy, hắn ta không khỏi cười khổ, chỉ hy vọng hôm nay tên kia không đến. Thế nhưng, dường như Lâm Nhất không được may mắn cho lắm. Một lát sau, trước Điện Túc Vân bỗng trở nên ồn ào. Có rất nhiều ánh mắt đầy ẩn ý đổ dồn về phía Lâm Nhất. Dường như các hạ ngồi sai chỗ rồi. Lâm Nhất đang trò chuyện cùng Bạch Vân thì đột nhiên một giọng nói khó nghe vang lên bên tai, hắn vội quay đầu nhìn và thấy một thanh niên mặc áo xanh đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng và âm hiểm. Xin lỗi, để ta tìm chỗ khác vậy, Lâm Nhất vừa đến đây nên không biết có quy định như thế này, vì thế lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi. Nói đến thì đến, nói đi thì đi, cũng thú vị thật đấy. Từ trước đến nay chưa có ai dám ngồi vào chỗ của ta. Người đã làm bẩn bồ đoàn của ta thì phải liếm sạch cho cổ mỗ. Nhưng thiếu niên áo xanh lại không có ý buông tha, mà lạnh lùng nói. Lúc này, ánh mắt Lâm Nhất bỗng trở nên lạnh lẽo, trước là Dương Hùng, giờ lại đến người này. Kể ra, thư viện Thiên Phủ có quá nhiều ác ý với một chấp sự khách khanh như hắn. Bọn họ cảm thấy hắn rất dễ bị bắt nạt à. Cổ huynh, chớ nên tức giận, vị này là Lâm Nhất. Chấp sự khách khanh mới đến nên không biết đây là chỗ của cổ sư huynh, thất lễ, giờ hắn sẽ đi ngay,
thấy việc mình lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, Cung Minh vội bước đến. Nói xong, hắn ta liền kéo Lâm Nhất đi, đồng thời âm thầm truyền âm, Lâm huynh đệ, không thể chọc vào tên này. Liễu Vân Yên đã thăng cấp lên đệ tử cốt cán, hiện tại, trong hàng đệ tử nội môn thì trình độ linh văn của hắn ta là cao nhất, đã là huyền sư nhị phẩm đỉnh phong. Đại ca của hắn ta, Cổ Phong, chính là đệ tử cốt cán lâu năm, chứ có rằng co với hắn ta làm gì. Ta cứ tưởng là ai, tên rác rưởi như ngươi mà cũng có tư cách lên tiếng à, khi nhìn thấy người vừa nói chuyện là Cung Minh, Cổ Đằng đáp lại không chút khách sáo. Thoáng chốc, Cung Minh sầm mặt, môi mím chặt, hắn ta thật sự không cam lòng khi bị làm nhục trước mắt nhiều người như vậy. Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương nên đành nhìn xuống. Cút sang một bên, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tuy nhiên, Cung Minh nhịn nhưng Cổ Đằng thì không nhịn. Hắn ta chợt vung tay đánh về phía Cung Minh. Ầm. Một trưởng này cực kỳ hung ác, đã thi triển toàn bộ thực lực của một võ giả cảnh giới âm huyền đỉnh cao. Chuyện xảy ra quá đột ngột, nếu Cung Minh thật sự bị đánh trúng thì sợ là có kết cục thê thảm. Nhưng khi một trưởng nhanh như tia chớp kia sắp đánh lên người Cung Minh thì cổ tay Cổ Đằng bỗng bị giữ chặt giữa không trung. Sau một hồi giãy giụa, một trưởng kia vẫn không cách nào đánh xuống được. Các hạ ra tay thật hung ác, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi đạo lý làm người à? Lâm Nhất giữ chặt cổ tay đối phương, nở một thản nhiên, nhưng sâu trong mắt hắn đã ngưng tụ sát ý lạnh như băng. Vù! Nhìn thấy cảnh này, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Lâm Nhất. Tên nhóc mới đến này lại dám ra tay với Cổ Đằng. Sư huynh Cổ Đằng có tu vi âm huyền tiểu thành đỉnh phong, đồng thời còn là một huyền sư nhị phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên đệ tử cốt cán. Hiện tại, trong nội môn, hắn ta hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Cố giãy giụa nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi Lâm Nhất, vẻ mặt Cổ Đằng dần trở nên âm u. Hắn ta cười lạnh và nói, còn chưa ra tay với ngươi mà ngươi đã sấn lên trước, cũng tốt, ta khỏi phải giải thích với các trưởng lão. Tên này cũng thật ngông cuồng và tự tin, hắn ta cảm thấy Lâm Nhất chủ động ra tay chính là tìm cớ thay cho mình. Sư huynh Cổ Đằng, huynh đừng có quá đáng, ai cũng có thể sử dụng bồ đoàn trong điện Túc Vân, nào có phân biệt như vậy chứ. Nếu huynh dám ra tay với Lâm đại ca, Vân Yên tỷ sẽ không bỏ qua cho huynh. Cô nhóc Bạch Vân tức giận đứng lên, phồng má nói. Liễu Vân Yên à, ta còn đang cảm thấy khó hiểu, một tên chấp sự khách khanh nho nhỏ thì dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra có Liễu Vân Yên đứng sau, tuy nhiên, Liễu Vân Yên còn chưa đủ sức dọa đến ta, Cổ Đằng cười một cách dữ tợn, lúc này, chân nguyên toàn thân hắn ta chuẩn bị bộc phát. Dừng tay! Nhưng ngay khi khí thế trên người hắn ta sắp bùng nổ thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Cùng với đó là một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ hùng hổ đánh úp đến. Thoáng chốc, nó đã bao phủ toàn bộ quảng trường phía trước điện Túc Vân, khiến cho đám đệ tử đang ngồi trên bồ đoàn tái mặt, có cảm giác chịu áp lực cực lớn. Hiển nhiên, giảng sư hôm nay đã đến, bởi lẽ những người khác e là khó có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Sư tỷ Mặc Linh. Sau khi nhìn rõ mặt người vừa đến, ánh mắt mọi người lộ vẻ vui mừng. Bởi vì vị giảng sư ngày hôm nay là sư tỷ Mặc Linh, một nhân vật phong vân trong thư viện Thiên Phủ, đệ tử cốt cách duy nhất nắm giữ thần thông. Thực lực của nàng ta còn mạnh hơn so với các trưởng lão. Thấy thế, Lâm Nhất liếc nhìn Cổ Đằng, thầm cười khổ, xem ra hôm nay không cách nào xử lý tên này được. Trái lại, Cổ Đằng lại tỏ vẻ không tình nguyện, hiển nhiên là đang oán trách vị sư tỷ Mặc Linh này đến không đúng lúc. Đồng thời, hắn ta cũng có hơi dầu dĩ, tự hỏi nên nói thế nào nếu sư tỷ Mặc Linh hỏi về chuyện hắn ta muốn dạy dỗ Lâm Nhất. Nhưng không ngờ Mặc Linh lại không thèm để ý đến hắn ta, mà chỉ nhìn về phía Lâm Nhất và lạnh lùng nói, tính tình của Lâm chấp sự đúng là ghê gớm thật, mới đến đã muốn dạy dỗ đệ tử tinh anh của thư viện ngay trước mặt ta, người không xem tiểu nữ ra gì à. Mặc Linh vừa đến nên không biết chuyện xảy ra trước đó, mà chỉ thấy Lâm Nhất giữ chặt cổ tay Cổ Đằng. Cho nên có thể hiểu được những lời nàng ta vừa nói. Lâm Nhất vốn muốn giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể nổi đóa của cô gái trước mắt, hắn cảm thấy mình có nói gì đi nữa thì nàng ta cũng sẽ cho là dối trá, sau đó trực tiếp ra tay.
Dăm ba câu khó mà giải thích rõ được, nếu không cẩn thận, có khi phải đánh một trận. Sư tỷ nói đùa, ai dám không xem ngươi ra gì chứ? Ta đang đùa với sư đệ Cổ Đằng mà thôi, đúng không? Lâm Nhất buông tay đối phương ra, nhếch miệng cười, nói một cách thản nhiên. Dáng vẻ của hắn thật sự khiến Cổ Đằng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong lòng hắn ta rất không phục, tên Lâm Nhất này là cái thá gì mà đòi dạy dỗ hắn ta. Nếu không phải do Mạc Linh đột ngột xuất hiện thì hắn ta đã đánh cho đối phương quỳ xuống xin tha rồi. Nhưng bây giờ, Lâm Nhất đã nói như thế, hiển nhiên, hắn ta không thể nào ra tay trước mặt Mạc Linh được nữa, nên đành bất đắc dĩ cười nói, sư tỷ Mạc Linh, hai ta chỉ đang đùa mà thôi, thật sự không có tranh chấp. Không có thì tốt, tất cả ngồi xuống cho ta. Mạc Linh trừng mắt với hai người, lạnh giọng quát. Cổ Đằng uất ức, vừa định ngồi xuống thì phát hiện Lâm Nhất đã ngồi lên tấm bổ đoàn của hắn ta trước. Ngại quá Cổ Đằng huynh, chỗ này, ta ngồi rồi. Lâm Nhất không hề sợ hãi, còn mỉm cười nhìn đối phương. Tên kia, ngươi chờ đó cho ta. Cổ Đằng nghẹn khuất, hung hăng nói ra một câu rồi xoay người, đi tìm một tấm bổ đoàn khác và ngồi xuống. Cuối cùng, vụ tranh chấp này kết thúc với phần thắng nghiêng về Lâm Nhất, thấy vậy, đám đệ tử nội môn thầm kinh ngạc không thôi. Không ai ngờ chấp sự khách khanh mới đến lại là một kẻ ngông cuồng như vậy. Hắn ta không xem Cổ Đằng, đệ tử đứng đầu nội môn, ra gì. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng quên đi trận phong ba này, rời lực chú ý sang Mạc Linh. Bởi vì rất ít khi sư tỷ Mạc Linh đến giảng bài. Sau khi quảng trường đã yên tĩnh trở lại, Mạc Linh thản nhiên nói, trước tiên, ta sẽ nói với chư vị về sự tồn tại của Linh Văn. Thời đại hoang cổ, các vị thánh nhân đã ngộ ra đủ loại áo nghĩa, từ đó diễn hóa ra vô số đạo văn quỷ thần khó lường. Trong truyền thuyết, đạo văn mạnh mẽ có thể thay đổi trời đất, hủy diệt ngôi sao chỉ trong chớp mắt. Nhưng việc tu luyện đạo văn lại vô cùng khó khăn, yêu cầu thiên phú cực cao. Đến thời đại Thái Cổ, đạo văn dần thất truyền. Tuy nhiên, các vị tiền hiền đã ngộ ra thần văn trong đạo văn, tuy thần văn có uy lực kém hơn đạo văn, nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều nên được truyền thừa nhanh chóng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên, sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, rất nhiều truyền thừa thần văn bị đứt đoạn, cho đến hiện tại, rất khó nhìn thấy sự tồn tại của thần văn. Còn về đạo văn thì đã sớm trở thành truyền thuyết, không còn ai thấy nữa. May mà ở thời kỳ thượng cổ hoàng kim thịnh thế, khi giới võ học hưng thịnh, có tiền bối đại năng đã ngộ ra linh văn và biến đổi để dễ khống chế hơn. Ở thời đại hoàng kim đó, linh văn đã phát triển đến đỉnh cao, sau khi thời kỳ hoàng kim thịnh thế lụi tàn, nó vẫn được truyền thừa cho đến nay. Trong đầu Lâm Nhất vốn đã có khái niệm về nguồn gốc của đạo văn, thần văn và linh văn, sau khi nghe Mạc Linh giảng giải một phen, trong đầu hắn đã có sự phân tích rõ ràng hơn. Và đương nhiên cũng hiểu biết sâu hơn về Linh Văn. Hiện tại, Linh Văn vẫn là sức mạnh thần kỳ nhất thế gian, có thể rèn binh, luyện dược, ngăn địch, chế tạo con rối. Linh Văn ẩn chứa đại đạo thế gian, có uy lực cực lớn. Một khi tu luyện thành công, tất không thua kém bất kỳ cao thủ nào trong giới võ học, thậm chí dễ dàng vượt cấp chém giết. Giọng nói dịu dàng của Mạc Linh quanh quẩn khắp quảng trường, khiến các đệ tử nghe đến nhập tâm. Mạnh vậy à? Lâm Nhất ra chiều suy nghĩ, lầm bầm nói. Nếu nói Linh Văn không thua kém võ học thì hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu nói vượt cấp chém giết thì có phải hơi khoa trương rồi không? Nhưng nào ngờ, do hiện trường quá mức yên tĩnh nên tất cả mọi người đều nghe thấy mấy lời của hắn. Vù! Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất. Bạn học Lâm, dường như ngươi có ý kiến với ta thì phải, có mạnh không thì thử một lần sẽ biết ngay mà. Mạc Linh nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt bất thiện. Lâm Nhất thầm cười khổ, sao cô nàng này cứ thích kiếm chuyện với hắn vậy nhỉ? Hắn nào có ý đó, hắn chỉ cảm thấy có hơi nghi hoặc mà thôi. Nếu đánh với nàng ta thì, Lâm Nhất vẫn có chút kiêng kỵ. Mạc Linh có thể trở thành đệ tử cốt cán của một thế lực chuẩn bá chủ, hơn nữa còn nằm trong ba người đứng đầu, thậm chí nắm giữ thần thông mà ngay cả võ giả Dương Huyền Đại Thành cũng phải kiêng kỵ. Nói thật, Lâm Nhất không dám chắc có thể đánh thẳng đối phương. Tuy nhiên, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ,
bởi lẽ tuổi tác và cảnh giới của hai người không tương đồng, nội tình cũng có sự chênh lệch. Nếu hắn để cô nàng này bắt được cơ hội để dạy dỗ trước mọi người, thì đó mới là đáng xấu hổ. Không dám có ý kiến, được nghe sư tỷ Mạc Linh dạy bảo, tại hạ thu được lợi ích không nhỏ, Lâm Nhất khẽ cười nói. Hắn đã tỏ thái độ như vậy, Mạc Linh cũng không tiện ra tay, chỉ đành trừng mắt một cái rồi nói tiếp, bản thân ta am hiểu linh văn ngăn định, cho nên hôm nay ta tới đây, chủ yếu để giảng về loại linh văn này. So với rèn binh khí, luyện chế đan dược, bố trí trận pháp thì linh văn ngăn địch càng khiến mọi người hào hứng. Lâm đại ca, huynh sợ sư tỷ Mạc Linh à? Bên cạnh, Bạch Vân cúi đầu, khe khẽ cười khi thấy dáng vẻ e sợ của Lâm Nhất. Nhóc con, bớt có nói nhảm. Lâm Nhất mỉm cười, mắng một tiếng, còn gõ nhẹ lên đầu nàng ta, chăm chú nghe giảng đi. Đối phương nắm giữ thần thông, Lâm Nhất không ngu đến mức đưa đầu ra để bị đánh. Nên ngông cuồng thì phải ngông cuồng, nên kính sợ thì phải kính sợ, tâm trạng của Lâm Nhất rất thoải mái, không hề cảm thấy có gánh nặng. Có rất nhiều cách dùng linh văn ngăn địch, đơn giản nhất chính là trực tiếp phóng thích linh văn để công kích. Vừa nói, Mạc Linh vừa bắn ra một tia linh văn. Đó là một tia linh văn hệ lửa nhị phẩm, vừa rời khỏi tay liền bùng nổ khí tức bạo ngược, khiến cho bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên khô nóng. Nếu có bản lĩnh cao hơn, có thể thử thêm vào ý nghĩ của mình trong linh văn, ví dụ như ngón tay trắng nõn của Mạc Linh thoát biến đổi, tàn ảnh xếp chồng lên nhau, từng thủ ấn lần lượt kết thành. Phút chốc, có vài tia linh văn thuộc tính hỏa bắn ra, chồng chất lên nhau giữa không trung. Ầm ầm. Đến khi chín sợi linh văn hoàn toàn xếp chồng lên nhau, một con rồng lửa hung hãn dài đến 10 trượng đã hình thành phía trên đỉnh đầu mọi người. Khí tức khủng bố ào ào phủ xuống, con rồng kia giống lên một tiếng giận dữ, sau đó quay đầu lượn một vòng giữa không trung. Nhiều người bị dọa sợ run lên, e ngại lửa rơi xuống người mình, nên vừa la hét vừa né tránh. Bỗng chốc, tạo thành hỗn loạn không lớn mà cũng không nhỏ. Mạnh thật! Lâm Nhất khẽ biến sắc, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt, nếu con rồng lửa này đánh trúng võ giả cảnh giới tử phủ tiểu thành thì có thể khiến đối thủ bị thương nặng, mà đây chỉ là món đồ chơi nhỏ do Mạc Linh tiện tay chế tạo thôi. Hoặc còn có thể như thế này. Đợi đến khi rồng lửa tan biến, Mạc Linh nghiêm mặt lại, trong mắt bắn ra tia sắc bén. Trên người nàng ta bùng nổ một uy áp mạnh mẽ, mái tóc đen không gió mà tung bay. Khi hai tay nàng ta kết thành ấn, sau lưng đột nhiên có hơn 10 đường linh văn đồng thời bay lên không trung. Trong nháy mắt, trời đất đổi sắc, bầu trời tươi sáng lập tức tối sầm. Cuồng phong nổi lên khiến người ta không mở mắt nổi, tia điện chói mắt xẹt qua bầu trời, ánh lửa rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt nghiêm trang tuyệt đẹp của Mạc Linh. Phong, hỏa, lôi, vân, tổng cộng có 4 loại linh văn thuộc tính khác nhau, mỗi loại đều có trình độ khá cao. Lâm Nhất rất kinh ngạc khi nhìn thấy những loại linh văn sau lưng nàng ta. Nữ nhân này không đơn giản. Giờ phút này, khí thế của Mạc Linh khiến tất cả mọi người đều chấn động. Thực lực được thể hiện qua nhiều cách khác nhau làm cho mọi người hiểu rõ tại sao nàng ta lại đứng trên đài. Còn những người khác chỉ có thể im lặng lắng nghe. Ánh mắt của rất nhiều người sáng rực lên, họ nhìn Mạc Linh với vẻ tràn đầy cuồng nhiệt. Ví dụ như Cổ Đằng, thậm chí trong sự cuồng nhiệt còn không che giấu dục vọng của mình, hắn ta nắm chặt tay phải, tràn ngập chấp niệm. Khâm phục. Lâm Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm, thủ đoạn này quả thật đã làm hắn mở mang tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Hắn vẽ được linh văn nhị phẩm, trình độ cũng khá cao, tiếc rằng chỉ có thể dùng để khắc lên đan dược, không thể chống địch. Những gì được chứng kiến ngày hôm nay coi như có thêm kiến thức, hắn vẫn còn kém xa. Sư tỷ mạnh quá. Quá lợi hại, Mạc Linh sư tỷ thật tuyệt vời. Khi gió ngừng thổi, mái tóc của Mạc Linh chậm rãi xõa xuống, một tràng tiếng reo hò lập tức vang lên. Cảm xúc của mọi người đều dâng cao, sự chú ý tập trung hơn bao giờ hết. Mạc Linh nở nụ cười, để làm đám người này trở nên nghiêm túc thật không dễ dàng chút nào. Nàng ta nhìn lướt qua, ánh mắt đổ dồn vào Lâm Nhất đang đứng trong đám đông. Lúc này trông Lâm Nhất rất nghiêm túc,
còn nghiêm túc hơn rất nhiều người. Tiểu tử này giả vờ giống thật đấy. Mạc Linh mắng thầm trong lòng, dáng vẻ ngông cuồng của đối phương 3 ngày trước vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nàng ta. Nàng ta sẽ không cho rằng Lâm Nhất thật sự chăm chú lắng nghe nàng ta giảng dạy. Mạc Linh nhanh chóng rời mắt đi, nhẹ nhàng nói, tất cả những thứ này đều là phương pháp nhập môn, ngày thường sẽ có giáo viên dạy, ta sẽ không nói nhiều. Thứ ta sẽ giảng ngày hôm nay chính là thủ đoạn chân chính của một linh văn sư, linh đồ. Nàng ta vừa nói xong, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi. Hiển nhiên họ rất có hứng thú với linh đồ. Linh đồ. Lâm Nhất không dám lơ là, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc chưa từng có. Soạt. Mạc Linh lấy một cuộn tranh từ trong túi trữ vật ra rồi giơ lên, một cuộn tranh dài gần 10 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tranh là biển lửa mênh mông đốt cháy vạn vật trên thế gian, đập vào mắt chỉ có ánh lửa nóng rực. Nếu nhìn chăm chú một hồi sẽ cảm thấy như đang đặt mình vào lửa địa ngục, không dám nhìn nữa, vô cùng quỷ dị. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, nhìn kỹ lại, linh văn trong bức tranh đan xen vào nhau, dung hợp hoàn hảo, không có sơ hở gì. Linh văn mạnh nhất trong đó cũng chỉ mới nhị phẩm, nhưng uy lực của cả cuộn tranh dường như ngay cả cảnh giới âm huyền đại thành cũng không dám khinh thường. Nó không thua kém gì trưởng toái Sơn Hà đồ của hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng có thể là do bức tranh này đến từ tay Mạc Linh. Dù sao thì khi Lâm Nhất vẽ bức tranh trưởng toái Sơn Hà vẫn chưa đạt tới cảnh giới tử phủ, trình độ linh văn cũng chỉ mới huyền sư nhị phẩm. So với huyền sư tam phẩm đỉnh phong như Mạc Linh thì có chênh lệch quá lớn. Thứ ta sẽ dạy ngày hôm nay chính là hỏa mạn Sơn Hà đồ. Mạc Linh nhẹ nhàng giải thích, lúc trước có một số đồng học không tin linh văn có thể vượt khả năng giết kẻ địch. Ta đã từng dùng bức tranh này giết chết nhân tài cảnh giới tử phủ khi còn ở cảnh giới huyền võ. Các vị hãy chăm chỉ luyện tập, nếu có thể học được tinh túy của bức tranh này thì cũng có thể vượt khả năng giết địch. Thư viện Thiên Phủ nổi tiếng ở thành U Châu với trình độ linh văn. Chỉ xét về tu vi võ đạo thì rõ ràng yếu hơn những thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ khác rất nhiều. Những lời này của Mạc Linh như một lời cổ vũ khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lát nữa khi ta giảng bài thì đừng phân tâm, sau khi giảng xong ta sẽ chọn ngẫu nhiên một người nào đó để kiểm tra. Nếu không làm ta hài lòng sẽ bị phạt đấy nhé. Mạc Linh cười bảo, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên lạnh lùng, lúc nói còn cố tình nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt ấy khiến Lâm Nhất thầm cười khổ, quả nhiên không nên đắc tội nữ nhân. Xem ra Mạc Linh đã ghim hắn, nếu không làm hắn mất mặt thì sẽ nhất quyết không bỏ qua. Chấm chấm chấm. Hỏa mạn Sơn Hà đồ. Tạm thời cứ mặc kệ Mạc Linh nghĩ thế nào, ít nhất Lâm Nhất cũng khá có hứng thú với hỏa mạn Sơn Hà đồ này. Hắn cũng không xa lạ gì với linh đồ. Những bức tranh trong Thanh Huyền Bút Lục đều là linh đồ, trưởng toái Sơn Hà đồ cô đọng trong cơ thể hắn cũng là linh đồ. Hắn đã thể nghiệm uy lực khủng khiếp của nó. Mạc Linh bảo khi còn ở cảnh giới huyền võ. Nàng ta đã có thể đánh bại võ giả cảnh giới tử phủ, Lâm Nhất hoàn toàn tin vào điều đó. Trưởng toái Sơn Hà đồ của hắn có thể làm được thì không cần phải nói đến hỏa mạn Sơn Hà đồ này. Hỏa mạn Sơn Hà đồ được vẽ từ linh văn thuộc tính hỏa cuồng bạo nhất trong số các linh văn, tổng cộng 108 loại linh văn cơ bản, 68 loại linh văn nhất phẩm, 18 loại linh văn nhị phẩm. Trong số các loại linh đồ nhị phẩm, bức tranh này có độ phức tạp đứng hàng 100 trở lên, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Mạc Linh làm giáo viên giảng dạy khá nghiêm túc, cách giảng đơn giản dễ hiểu, vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn. Trong lúc giảng còn nhận những câu hỏi của mọi người và trả lời từng câu một. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên họ học bức tranh này, cách đặt câu hỏi khá chuyên nghiệp. Nhưng dù vậy, hầu hết những người có mặt ở đây vẫn nhíu mày. Vẻ mặt không thoải mái chút nào. Có lẽ hỏa mạn Sơn Hà đồ này quả thật có uy danh hiển hách, độ khó khá lớn. Dù Mạc Linh giải thích dễ hiểu cỡ nào thì cũng không thể vẽ thành công trong một lần. Lâm Nhất trầm tư suy nghĩ. Có vẻ như cũng không khó lắm. Hắn đã có kinh nghiệm vẽ trưởng toái Sơn Hà đồ nên hiểu một cách rất dễ dàng.
Rắc rối duy nhất là hắn không quen thuộc và chưa từng tiếp xúc với những linh văn hỏa diễm này. Chỉ có thể tập trung nhìn kỹ để ghi nhớ những đường văn này. Đừng coi thường linh văn cơ bản, hỏa mãn sơn hà đồ có thể phát huy hết uy lực hay không phụ thuộc vào linh văn cơ bản có cấu trúc tốt hay không. Mỗi bức linh đồ là một sinh mạng, có linh vận của riêng nó. Linh vận của bức tranh này không nằm ở việc có bao nhiêu cuồng bạo và bá đạo, mà nằm ở một chữ, mạn. Không sai, Lâm Nhất hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Tinh túy của bức tranh này chính là hỏa diễm minh mông từ trên trời rơi xuống. Nó tựa cơn mưa tầm tã, tụ lại thành con sông dữ tợn như dã thú, cuồn cuộn ập đến. Dưới sự tàn phá của con sông này, mặt đất rộng lớn mặt nó phá hoại. Sau một hồi giải thích, Mạc Linh đưa tay ra lấy lại hỏa mãn sơn hà đồ. Sau đó nàng ta lấy bút linh văn ra, đặt một tờ giấy vẽ trắng lên giữa không trung. Tiếp theo ta sẽ biểu diễn cách vẽ hỏa mãn sơn hà đồ qua một lần. Nói xong, Mạc Linh quay lưng về phía mọi người, dùng bút vẽ lên tờ giấy trắng kia. Mạc Linh cầm bút linh văn trong tay như biến thành một người khác, khí chất thay đổi hoàn toàn. Chân nguyên toàn thân sôi trào, một áp lực vô hình toát ra từ trên người nàng ta, có cảm giác trang nghiêm không giận tự uy. Bút nàng ta về thoăn thoắt, nét vẽ cứng cáp có lực, 108 đường linh văn cơ bản được nàng ta vẽ liên tục, nước chảy mây trôi, thoải mái nhẹ nhàng, tờ giấy trắng dần được lấp kín. Khi 108 đường linh văn cơ bản được vẽ xong, một làn sóng nhiệt thổi ra làm cho Điện Túc Vân tràn ngập không khí khô nóng. Lâm Nhất nghiêm túc ghi nhớ từng nét vẽ của đối phương. Gần như chỉ trong giây lát, 68 loại linh văn nhất phẩm đã được vẽ lên tờ giấy. Những đường linh văn đan xen và chồng chất lên nhau, mô hình của hỏa mạn sơn hà đồ xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện trường lập tức vang lên những tiếng thốt kinh ngạc, quá nhanh, dễ dàng như thế khiến người ta không thể tin được. Lạ thật! Khi mọi người đang kinh ngạc, Lâm Nhất nhíu mày, cảm thấy bức hỏa mạn sơn hà đồ này như còn thiếu sót gì đó. Không phải nói trình độ của Mạc Linh không cao, mà là bản thân bức hỏa mạn sơn hà đồ này còn thiếu một chút linh vận. Điều này khiến Lâm Nhất luôn theo đuổi sự hoàn hảo cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc chỗ thiếu sót đó nằm ở đâu. Nửa khắc sau, một bức hỏa mạn sơn hà đồ hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh lửa sáng rực lóa mắt. Hỏa diễm mênh mông như một con mãnh thú thượng cổ dữ tợn làm cho người ta quên cả sợ hãi. Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hỏa diễm nặng nề dường như có thể hóa thành nước sông đổ xuống cuồn cuộn bất cứ lúc nào. Trình độ linh văn của Mạc Linh đã tiến bộ rất nhiều. Đây hẳn là giới hạn của hỏa mạn sơn hà đồ, cho dù người tạo ra bức tranh này sống lại thì e rằng cũng không vẽ được bức tranh mạnh hơn nó. Không hổ là yêu nghiệt nắm giữ thần thông. Trong Điện Túc Vân, không ít trưởng lão đứng bên ngoài quan sát đều tươi cười, thầm gật đầu. Bút linh văn nhẹ nhàng đảo một vòng, Mạc Linh nhìn hỏa mạn sơn hà đồ trước mặt mình, hài lòng cười. Nhưng khi xoay người lại, vẻ mặt nàng ta lại trở nên lạnh lùng như mọi khi. Mạc Linh phất tay cuộn bức tranh mới này lại, sau đó nhìn lướt qua đám người ngồi trên bồ đoàn ở phía dưới, trước đó ta đã thông báo. Sau khi giảng xong sẽ chọn ngẫu nhiên vài người để kiểm tra. Có ai tự nguyện xung phong không? Người kém nhất sẽ bị phạt, người giỏi nhất đương nhiên cũng sẽ được thưởng. Phần thưởng chính là bức hỏa mạn sơn hà đồ mới vẽ trong tay ta. Nàng ta vừa dứt lời, hiện trường lập tức reo hò, ánh mắt nhiều người trở nên vô cùng nóng bỏng. Bức linh đồ do chính tay Mạc Linh sư tỷ vẽ. Chưa kể đến bản thân bức linh đồ này có giá trị bao nhiêu. Chỉ tính giá trị của bốn chữ Mạc Linh sư tỷ đã đủ khiến người ta điên cuồng. Cổ Mỗ bất tài, sẵn sàng thử một lần. Cổ Đằng đứng lên, nhìn Mạc Linh với vẻ mặt nhiệt tình, trầm giọng nói, xin sư tỷ cho ta cơ hội này. Mạc Linh gật đầu, nghe nói người sắp tham gia khảo hạch trở thành đệ tử nòng cốt, vừa khéo ta sẽ nhân cơ hội này khảo hạch một lần. Tại hạ nhất định sẽ không làm Mạc Linh sư tỷ thất vọng. Nghe vậy, Cổ Đằng lập tức mừng rỡ, vẻ mặt vô cùng háo hức. Cơ hội này khó có được, phải thể hiện thật tốt. Nếu có thể khiến sư tỷ nhìn bằng con mắt khác thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương.
Nhưng nếu có thể tiến thêm một bước nữa cũng chưa chắc không thể. Cổ Đằng còn đang đắm chìm trong ảo tưởng, Mạc Linh đã rời mắt đi, bình tĩnh hỏi còn ai nữa? Ta. Sư tỷ, tại hạ cũng xung phong. Ở trước mặt người đẹp tất nhiên không thể thiếu những kẻ hiếu thắng. Mặc dù Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ có độ khó khá lớn, nhưng đây không phải lần đầu tiên họ luyện tập, do vậy những dũng sĩ tự nguyện xung phong đều có chút tự tin. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nhất lập tức bật cười, đám người này thật tự tin. Nếu không phải vì vẫn chưa xác định được chỗ thiếu sót của bức linh đồ này, hắn cũng sẽ chủ động xung phong. Một lát sau, Mạc Linh đã chọn ra 8 người. Sau khi chọn 8 người, hiện trường trở nên yên tĩnh, dù sao độ khó của bức linh đồ này vẫn còn ở đó, nếu không vẽ thành công thì sẽ mất mặt lắm. Huống hồ còn có Cổ Đằng ở đây, mọi người không nghĩ mình có thể nhận được phần thưởng của Mạc Linh. Vị đồng học này, ta thấy ngươi có vẻ rất tự tin, lên đây thử một lần xem. Mạc Linh lướt mắt qua rất nhiều người, cuối cùng nhìn vào Lâm Nhất đang nói chuyện trên trời dưới đất với Bạch Vân. Ta hả? Lâm Nhất ngẩn ra, sau đó lập tức cười khổ. Mạc Linh đúng là điên thật rồi. Biết rõ đây là lần đầu tiên hắn nghe giảng mà còn chủ động chọn hắn, đúng là thù dai. Sư tỷ đừng làm khó Lâm chấp sự, nếu hắn vẽ ra một bức tranh con rùa thì đáng sợ lắm. Cổ Đằng thấy vậy bèn nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai. Mọi người lập tức cười ầm lên, Cổ Đằng sư huynh thật biết cách cười nhạo. Mạc Linh sư tỷ có chắc là đang gọi ta không? Lâm Nhất không để ý lắm, bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, nếu không thì ngươi nghĩ ta đang nói chuyện với ai? Ta đã ngưỡng mộ tên tuổi của công tử Táng Hoa lâu rồi, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh, không đến mức mua danh chuộc tiếc mới đúng chứ, hãy để cho ta mở mang tầm mắt đi. Vẻ gian xảo thoáng qua trong mắt Mạc Linh, nàng ta khẽ nhướng mày, nụ cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Không phải vừa rồi ngươi đắc ý lắm sao? Để xem lát nữa ngươi còn có thể đắc ý hay không? Nàng ta nói xong, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều tỏ ra hài hước. Ngay cả một tên ngốc cũng hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Mạc Linh. Hiển nhiên lúc trước Lâm Nhất đã từng có mâu thuẫn với nàng ta, bây giờ nàng ta tới để tính sổ. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ vị chấp sự mới đến này lại đắc tội Mạc Linh sư tỷ. Hắn thật to gan, có lẽ hắn hôm nay sẽ nếm mùi đau khổ. Mạc Linh sư tỷ đã thông báo trước rằng ai vẽ kém nhất sẽ phải bị phạt. Rất nhiều ánh mắt thương hại đổ dồn vào Lâm Nhất. Cung Minh cùng là chấp sự cũng khẽ lắc đầu, cười bất đắc dĩ, sự trả thù của Mạc Linh tới quá nhanh. Lâm Nhất sẽ khó qua được cửa ải ngày hôm nay. Vậy cô cứ tập trung mở mang kiến thức đi. Lâm Nhất cười nhạt, phất tay áo dài lên rồi đứng phắt dậy. Đã bị mắng thẳng mặt mà còn sợ sệt thì không phải phong cách của Lâm Nhất. Soạt. Hiện trường lập tức yên tĩnh, Lâm Nhất thật ngông cuồng, đúng là gan to bằng trời, dám nói chuyện với Mạc Linh sư tỷ kiểu đó. Tiểu tử nhà ngươi nói chuyện với sư tỷ kiểu gì đó. Cổ Đằng lập tức nổi giận, lạnh giọng quát lớn. Lâm mỗ ta đây nói thế nào phải cần một thằng khốn như ngươi quản à. Lâm Nhất cười khẩy. Nhìn thẳng vào đối phương với vẻ mặt tràn đầy sắc bén. Mạc Linh làm khó hắn thì không nói, dù sao thực lực bản thân nàng ta cũng rành ra đó, một phần còn do thủ oán. Nhưng Cổ Đằng nhà ngươi là cái thá gì mà dám láo xược trước mặt ta? Nếu không có Mạc Linh mở đầu thì sao ta có thể để ngươi nhảy nhót đến tận bây giờ, mà đã đập chết ngươi từ lâu rồi? Câu quát lớn này khiến rất nhiều người hít vào một hơi thật mạnh. Lâm Nhất thoạt nhìn có vẻ thanh tú đột nhiên biến sắc mặt thực sự khiến người ta giật cả mình. Ngươi! Câu chửi khốn kiếp này rõ ràng đang nhằm vào hắn ta, Cổ Đằng lập tức nổi giận chỉ qua. Một tên chấp sự quen mà dám chửi rủa hắn ta ngay trước mặt mọi người. Ngươi cái gì mà ngươi? Chưa thấy người chửi người hay chưa bị người ta chửi bao giờ à? Chính chủ còn chưa lên tiếng, tên tay sai nhà ngươi đã nhảy cẫng lên, để làm gì hả? Nghĩ mình là con cóc có thể ăn được thịt thiên nga hay gì? Đừng có đoán mò, cái mệnh con rùa của ngươi không ngóc đầu lên nổi đâu.
Lâm Nhất lạnh lùng giễu cợt với vẻ mặt không chút cảm xúc. Tất cả mọi người đều biết Cổ Đằng kiêu căng tự mãn, có ý với Mạc Linh, chẳng qua vì ngại thân phận, không ai vạch trần mà thôi. Giờ thì hay rồi, hắn ta không chỉ bị Lâm Nhất chỉ ra mà còn cười nhạo một trận. Rất nhiều người che miệng lại, cố làm mình không cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Nhất cũng thay đổi. Không cần biết thực lực của hắn ra sao, ít nhất cũng biết hắn độc miệng. Cổ Đằng vừa mắng hắn một câu đã bị mắng xối xả, còn bị sỉ nhục một phen. Cổ Đằng vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn giết Lâm Nhất ngay lập tức, sát khí trên người hắn ta phóng ra. Khi hắn ta sắp ra tay, một tiếng quát lạnh vang lên. Dừng tay! Trên đài cao, Mạc Linh lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trầm giọng bảo, miệng mồm thật độc địa, không biết sốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu lát nữa không thể làm ta hài lòng thì đừng trách ta không khách sáo. Sư tỷ nói rất đúng, ta không cần phải si tài độc miệng với tên vô dụng này, lát nữa lên đài khiến ngươi tự mình hổ thẹn là được. Cổ Đằng hờ hững nhìn Lâm Nhất, sau đó bước lên đài. Lâm Nhất thầm cười khẩy, tự mình hổ thẹn, ngươi cũng tự tin thật đấy. Chấm chấm chấm. Tám người còn lại lần lượt lên đài, chỉ còn một mình Lâm Nhất. Bầu không khí vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên căng thẳng. Ai có thể ngờ được một cuộc khảo hạch nhỏ sẽ trở nên tràn ngập mùi thuốc súng như thế. Đầu tiên là Mạc Linh cố tình làm khó Lâm Nhất, sau đó là Cổ Đằng cười nhạo Lâm Nhất ngay trước mặt mọi người, nếu là người thường thì chắc sẽ nhịn. Bất luận là Mạc Linh hay Cổ Đằng đều không dễ chọc. Nhưng Lâm Nhất lại không nhẫn nhịn. Hắn phản bác Mạc Linh, sau đó còn sỉ nhục Cổ Đằng, vạch mặt hắn ta ngay trước mặt mọi người. Nóng tính đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Cả hai người đều không dễ chọc, nhưng Lâm Nhất được gọi là công tử táng hoa này lại động vào cả hai. Tất cả mọi người đều rất có hứng thú, chờ đợi biểu hiện tiếp theo của Lâm Nhất. Nếu hắn không thể thông qua thì có lẽ ngày hôm nay rất khó kết thúc. Lâm công tử vẫn chưa lên đài sao? Mạc Linh nhìn về phía Lâm Nhất, lạnh lùng hỏi, lúc này hối hận đã muộn rồi. Lên ngay đây. Lâm Nhất cười nhạt, đi về phía trước. Lâm đại ca, cố lên. Nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất, Bạch Vân cắn môi, lên tiếng cổ vũ, trái tim nhỏ đập thình thịch, cực kỳ hồi hộp. Dù nha đầu này có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra tình thế lúc này rất bất lợi cho Lâm Nhất. Lâm Nhất bình tĩnh bước từng bước một lên đài trước sự chú ý của hàng vạn người. Hắn thật to gan. Lên thật kìa, lần này hay rồi. Nghe nói đây là lần đầu tiên hắn đến nghe giảng, ngông cuồng như thế, không biết lát nữa sẽ có kết cục như thế nào. Chắc Mạc Linh sư tỷ sẽ không làm gì hắn đâu, nhiều lắm là làm khó hắn một chút thôi. Đắc tội Cổ Đằng thì thảm thật rồi. Cứ xem kịch đi. Trong những tiếng bàn tán ầm ĩ, Lâm Nhất bước lên đài cao, đứng cùng với tám người khác. Trên bàn đá trước mặt mỗi người đều có một cuộn tranh trắng chưa mở ra và một cây bút linh văn. Lâm Nhất cầm bút ngắm nghía, bút linh văn của Thư viện Thiên Phủ trông khá tinh xảo, tốt hơn rất nhiều so với bút linh văn hắn đã dùng trước đây, sau khi rót chân nguyên vào là có thể điều khiển. Lâm công tử, bút và giấy này không có vấn đề đúng không? Mạc Linh nhìn Lâm Nhất, hờ hững hỏi. Không có vấn đề. Lâm Nhất cười với nàng ta, trông rất thoải mái. Tiểu tử này thật tự tin, sắp chết đến nơi mà còn thoải mái như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng Mạc Linh vô cùng khó chịu, để xem lát nữa ngươi còn cười được không. Nàng ta hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố, bắt đầu đi. Nói xong, nàng ta bay đi xa. Để lại sân khấu cho 9 người trên đài. Soạt. Đám người Cổ Đằng vào tư thế, mở cuộn tranh ra, bắt đầu rót chân nguyên vào bút linh văn rồi vẽ. Vừa nhìn là biết ngày thường những người này đã luyện tập rất nhiều nên không xa lạ gì với hỏa mãn sơn hà đồ. Lâm Nhất cầm bút xoay một vòng, sau đó mở cuộn tranh ra, không vẽ vội mà nhắm mắt suy tư. Trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ đã trôi qua. Tám người còn lại đều đã vẽ xong hơn 100 đường linh văn cơ bản, trong bức tranh của mỗi người đều toát ra khí nóng rực. Đặc biệt là Cổ Đằng, hắn ta thậm chí đã vẽ hơn 10 đường linh văn nhất phẩm, trên bức tranh phát ra ánh lửa lóa mắt.
Mạc Linh đứng cách đó không xa khẽ gật đầu, trình độ linh văn của Cổ Đằng cũng không tệ. Trong đây hắn ta là người giỏi nhất, về phần Lâm Nhất, nàng ta nhìn qua, không ngờ hắn vẫn chưa bắt đầu vẽ. Cổ sư huynh vẽ nhanh quá. Những người khác cũng không chậm, nhưng cổ sư huynh vẽ nhanh thật, huyền sư nhị phẩm đỉnh phong quả nhiên không phải giả. Hi hi, cổ sư huynh đã có thể vẽ hỏa mạn sơn hà đồ được 7 phần linh vận. Tiểu tử Lâm Nhất này không biết sống chết, còn dám ăn nói ngông cuồng, để xem lát nữa hắn sẽ khóc như thế nào. Lâm Nhất vẫn chưa vẽ kìa, ha ha ha, chắc là lộ cái rốt ra rồi. Những tiếng bàn tán vang lên, mấy người có quan hệ tốt với Cổ Đằng đều nở nụ cười, chờ xem kịch vui. Cổ Đằng lén nhìn Lâm Nhất, thấy đối phương vẫn chưa vẽ thì không khỏi cười khinh thường. Quả nhiên vô dụng, vừa lên sân khấu đã hiện nguyên hình, có thể lát nữa hắn sẽ vẽ ra một bức tranh con rùa thật. Sau khi nhìn thoáng qua, hắn ta không tiếp tục nhìn nữa. Cổ Đằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cách vẽ càng thêm phóng túng. Mục tiêu của hắn ta không chỉ là Lâm Nhất, hắn ta muốn để lại ấn tượng sâu sắc ở trước mặt Mạc Linh. Khi mọi người gần như chắc chắn rằng Lâm Nhất nhất định sẽ thua và dần dần rời mắt khỏi hắn. Lâm Nhất đột nhiên mở mắt ra, sâu trong mắt có tia sáng lập lòe. Hóa ra là vậy. Cuối cùng hắn cũng hiểu được những vấn đề nan giải trước đó. Khi hắn mở mắt ra, một cơn cuồng phong thổi qua, chỉ là nó đến nhanh đi cũng nhanh, không ai chú ý tới. Ngay cả Mạc Linh cũng chỉ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó không quan tâm nữa. Đã đến lúc vẽ rồi. Lâm Nhất cười nhẹ, nét mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Lực lượng tuế nguyệt trộn lẫn chân nguyên rót vào ngòi bút, lần lượt từng linh văn cơ bản thuộc tính hỏa được vẽ ra dưới ngòi bút của hắn. Mặc dù chưa từng vẽ, nhưng những linh văn vừa gặp không lâu này đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Khi hạ bút, trong lòng hắn đã có chủ ý trước, chỉ một lát sau, 108 đường linh văn cơ bản đã được vẽ thành công. Nhìn bức tranh trước mặt mình, Lâm Nhất dừng bút, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Hắn vẫn còn nhớ những gì đã học trước đây. Tiếp theo là linh văn nhất phẩm, trong đầu hiện ra bức tranh Mạc Linh đã vẽ, Lâm Nhất sao chép lại toàn bộ, những đường linh văn thuộc tính hỏa được ngòi bút vẽ đan xen và vây quanh nhau. Sao động tác của tiểu tử này nhìn quen thế nhỉ? Mạc Linh hơi nghi hoặc, cảm thấy động tác của Lâm Nhất hơi quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Nếu ai đó quan sát kỹ sẽ phát hiện động tác của Lâm Nhất giống hệt với Mạc Linh, thậm chí đến cả phong cách cũng không thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn vẽ những linh văn mà hắn chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng hắn đã gặp là sẽ không quên và có cách hiểu về linh văn hơn hẳn người thường. Hắn đã từng vẽ trưởng toái sơn hà đồ, nhưng khi vẽ theo động tác của Mạc Linh lại hoàn toàn dựa vào thiên phú yêu nghiệt của mình. Đúng lúc này, một ánh lửa lóa mắt từ trên đài bay lên, là Cổ Đằng hoàn thành đầu tiên. Hắn ta chậm rãi đặt bút linh văn xuống, nhìn bức hỏa mạn sơn hà đồ của mình. Trông hắn ta cũng khá hài lòng, lần này coi như đã phát huy hơn hẳn bình thường, vẽ được 8 phần linh vận. Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt đặt bút xuống, tất cả đều đã hoàn thành bức hỏa mạn sơn hà đồ này. Chỉ còn Lâm Nhất còn đang bối rối. Hắn đang vẽ linh văn nhị phẩm, nó phức tạp hơn linh văn nhất phẩm và cơ bản rất nhiều. Không thể vẽ nhanh, cũng không thể sốt ruột. Linh đồ loạn một chút sẽ loạn cả bức tranh, chỉ cần bất cần một chút thì cả bức tranh sẽ trở thành phế thải. Cổ Đằng rất tò mò, ánh mắt lại nhìn vào cuộn tranh của Lâm Nhất, vừa nhìn liền không nhịn được bật cười. Chỉ thấy trên cuộn tranh là một đống linh văn xếp chồng lên nhau, không hề có mỹ cảm, quá lộn xộn. Lâm chấp sự, tay chó của ngươi đã khiến tại hạ được mở mang tầm mắt. Ha ha ha, bảo ngươi vẽ tranh con rùa thì coi trọng ngươi quá rồi. Cổ Đằng cười phá lên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Sau khi nhìn sang, những người khác cũng sững sờ, sau đó lập tức bật cười. Cái này mà có thể gọi là linh đồ ư. Đám người Cổ Đằng trên đài cao lần lượt cười ầm lên khiến các đệ tử dưới đài vô cùng tò mò. Rốt cuộc Lâm Nhất đã vẽ gì mà làm mấy vị sư huynh có vẻ mặt như thế? Cần phải đoán nữa à? Đà bảo là tay chó, ngươi nghĩ xem tay chó có thể vẽ ra thứ gì chứ? Ngươi hiểu mà.
Cùng đúng nhỉ, ha 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 ha. Nhưng ta vẫn rất tò mò, đợi lát nữa phải xem thật kỹ mới được. Bầu không khí dưới đài lập tức vui vẻ hơn không ít, mọi người đều đang đợi xem trò cười của Lâm Nhất. Hết thời gian. Trên không trung, Mạc Linh từ từ bay xuống, liếc mắt nhìn đám người, hạ giọng nói tất cả trình bày ra hết đi. Đám người Cổ Đằng gật đầu, mỗi người kết thủ ấn, đợi thủ ấn ngưng kết xong, tám bức tranh bay lên trong trung. Trong chớp mắt, hỏa mạn sơn hà đồ của mỗi người xuất hiện trước mắt mọi người, hoàn hảo không tì vết. Linh vận bát thành. Cổ Đằng sư huynh đã đạt đến linh vận bát thành, đúng là không đơn giản. Không hổ là người đứng đầu nội môn, cảnh giới huyền sư nhị phẩm đã có thể vẽ được hỏa mạn sơn hà đồ đạt đến linh vận bát thành. Bên dưới vang lên tiếng hô kinh ngạc, tám bức hỏa mạn sơn hà đồ lơ lửng giữa không trung, tốt hay kém nhìn là biết ngay. Linh đồ mà Cổ Đằng vẽ vượt trên quần hùng, rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nghe thấy lời khen ngợi của mọi người, Cổ Đằng vô cùng phấn khởi, khó che đậy vẻ đắc ý trong mắt. Lâm chấp sự, nếu tự hổ thẹn mình không bằng người thì không nhất thiết vẽ rắn thêm chân nữa. Dù sao cũng thua, nên để mọi người xem thành quả của ngươi trước đi. Cổ Đằng đã nắm chắc phần thắng, trên mặt đầy vẻ chế giễu, cất tiếng giễu cợt. Mạc Linh nghe vậy thì nhíu mày. Nàng ta đã nhìn ra, Lâm Nhất quả thật là lần đầu tiếp xúc với hỏa mạn sơn hà đồ, tuy vẽ vừa xấu vừa tệ, nhưng linh văn dưới ngòi bút đều đúng cả. Có thể đạt được trình độ như vậy không dễ dàng gì, hoàn toàn vượt ngoài dữ liệu của nàng ta. Tên nhóc này ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng quả thật có chút bản lĩnh. Không cần đâu, khảo hạch lần này Cổ Đằng đã thắng. Mạc Linh không có cảm xúc gì, thản nhiên nói, nàng ta cũng muốn giữ chút tôn nghiêm cho Lâm Nhất. Ta lại không nghĩ vậy. Lâm Nhất nhướng mày, khẽ giọng cười nói. Bức tranh nhẹ nhàng bay lên, lắc lư xuất hiện trước mặt mọi người, chợt thấy linh văn cuối cùng tựa như kinh hồng lướt qua. Nơi nó đi qua, linh văn vốn vô cùng lộn xộn, trông có vẻ chồng lên nhau một cách tùy tiện lại đồng loạt sống dậy như có sinh mệnh. Đợi đến khi linh văn như kinh hồng ấy lướt qua toàn bộ bức tranh, ánh sáng vàng chói mắt lan tỏa. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn từ trong bức tranh ra ngoài, khí thế của hỏa mạn sơn hà đồ do Lâm Nhất vẽ điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Linh vận tam thành, linh vận tứ thành, linh vận ngũ thành, linh vận lục thành. Răng rác. Tám bức tranh khác giữa không trung không chịu nổi khí tức này, lần lượt rách toạc. Chỉ có nó trải rộng ra, giống như vương giả, kiêu ngạo nhìn xuống quần hùng. Linh vận thập thành. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn hỏa mãn sơn hà đồ duy nhất còn lại giữa không trung, trong mắt đều hiện vẻ chấn động không thôi. Là phong, nét bút cuối cùng của Lâm Nhất vẽ nên đường linh văn mang thuộc tính phong. Hắn thêm vào một linh văn thuộc về sự hiểu biết của mình vào trong hỏa mãn sơn hà đồ. Cổ Đằng đứng một bên hoàn toàn sững sờ, linh đồ một khắc trước còn cực kỳ hỗn loạn đó nháy mắt đã bùng nổ linh vận thập thành. Xin lỗi nhé, Mạc Linh sư tỷ, lần đầu vẽ, hơi xấu rồi. Lâm Nhất nhìn đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không tin đối phương có thể soi mói được nhược điểm gì. Bức linh đồ này đã vượt tầm bản thân hỏa mạn sơn hà đồ. Tất cả mọi người im lặng như chết, không ai lên tiếng. Ở đây toàn là đệ tử tu luyện linh văn, trình độ bức tranh này thế nào, trong lòng bọn họ hiểu rõ, không cần phải nói ra. Hồi lâu sau, Mạc Linh mới nhìn chằm chằm Lâm Nhất, cắn răng nói, tên nhóc này, người thật sự lần đầu tiên nhìn thấy hỏa mãn sơn hà đồ sao? Đương nhiên là lần đầu tiên, nếu không thì sao có thể để Mạc Linh sư tỷ biết thêm kiến thức, làm sao khiến người nào đó tự thấy hổ thẹn được? Lâm Nhất vẫy tay, thu bức tranh đó lại. Thản nhiên nói, Lâm Mỗ vừa mới đến, quả thật có một số quy tắc không hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể mặc sức ức hiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy hỏa mạn sơn hà đồ. Lời Lâm Nhất nói khiến cho hơn 1.000 đệ tử nội môn ở đây đều sửng sốt. Nếu thật là vậy thì khoa trương quá. Lần đầu vẽ đã đạt tới linh vận thập thành, thậm chí còn thêm vào một linh văn thuộc tính phong. Từ khi Thư viện Thiên Phủ thành lập đến nay, yêu nghiệt có thiên phú như vậy tuyệt đội không quá 5 người,
có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều thiên tài có thể nhận ra chỗ thiếu sót của Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ, nhưng người thật sự có thể bù đắp khuyết điểm này, đồng thời có thể sửa chữa toàn bộ thì hoàn toàn không có một ai. Ngay cả Mạc Linh cũng không làm được. Mấy trăm đường linh văn liên kết với nhau, đan xen quấn quýt với nhau, sinh sôi không ngừng, nhờ đó mới diễn hóa thành linh đồ có uy lực chân chính. Đừng nói là thêm một linh văn vào đó, cho dù chỉ xuất hiện một chút sai sót cũng sẽ hủy cả bức linh đồ. Huống hồ, điều này lại được hoàn thành bởi Lâm Nhất mới lần đầu nhìn thấy Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ. Quả thật khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Trước khi lên đài, Cổ Đằng rêu rao muốn khiến Lâm Nhất tự thấy xấu hổ, bây giờ sắc mặt vô cùng khó coi. Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ linh vận thập thành, hắn ta như bị giáng một cái tát thật mạnh lên mặt. Tiếng kêu bôm bốp vang lên, cả gương mặt hắn ta như bị tát sưng vù. Những câu nói mạnh miệng và chế nhạo trước khi khảo hạch giờ đều biến thành những lời giễu cợt chói tai. Không thể nào, chắc chắn đây không thể nào là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ. Cổ Đằng mặt nóng bừng, đỏ rực một mảng, nói một cách vô cùng chắc chắn. Đủ rồi. Vẻ mặt Mạc Linh hơi lạnh đi, lạnh lùng liếc nhìn Cổ Đằng, nhẹ giọng nói, hắn chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ, chuyện này ta có thể khẳng định. Công tử Táng Hoa quả thật đã khiến Mạc Linh biết thêm kiến thức. Soạt. Tất cả mọi người ở đây lập tức hít sâu một hơi, thật sự là vậy sao? Chuyện này đúng là không thể tin nổi, nhưng lời nói của Mạc Linh lại khiến mọi người không thể không tin. Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, không ngờ người phụ nữ luôn gây khó dễ cho mình mọi nơi lại nhận thua một cách quang minh lỗi lạc. Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười, khẽ giọng nói, nếu đã như vậy, phần thưởng lần này nên là của ta rồi nhỉ? Của ngươi? Mạc Linh không có cảm xúc gì, không nhiều lời, đưa tay định tặng linh đồ của mình cho hắn. Ta không cần thứ đó. Lâm Nhất khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn đối phương, cười nói, Mạc Linh sư tỷ cảm thấy bức tranh này có thể so sánh với linh đồ mà ta vẽ sao? Tên nhóc này. Mạc Linh lập tức xa sầm mặt, không ngờ Lâm Nhất lại ăn nói hùng hổ như vậy. Hắn nói thẳng trước mặt mọi người rằng không xem trọng linh đồ của nàng ta, khiến nàng ta rất tức giận. Trong lúc nàng ta thở gấp, ngực phập phồng, hơi rung lên, khiến số người nào đó nhìn mà sáng mắt. Sư tỷ, tên nhóc đó không lấy, ta lấy. Cổ Đằng ở bên cạnh thấy vậy, trong mắt lộ vẻ khao khát, nói với vẻ cực kỳ mong đợi. Ngươi có tư cách đó sao? Mạc Linh thản nhiên nói một câu, không nhìn Cổ Đằng lấy một cái. Lời từ chối vô tình như thế khiến Cổ Đằng xấu hổ không thôi, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Mất mặt quá, ngay cả thứ Lâm Nhất không cần, hắn ta cũng không có được. Đã vậy còn bị Mạc Linh coi khinh trước đám đông, trong lòng Cổ Đằng gần như muốn chết quách cho xong. Tất cả là tại thằng nhóc kia. Hắn ta liếc nhìn Lâm Nhất, sát ý lóe lên rồi vụt tắt. Nếu ngươi không lấy thì phần thưởng này ta cũng chẳng cần thiết đưa ngươi. Ta thu lấy linh đồ của ngươi về trước, ngày mai ngươi hãy đến điện Túc Vân này đúng giờ cho ta. Nếu ngươi không đến, ta sẽ cho ngươi biết tay. Mạc Linh phất tay, đoạt lấy linh đồ trong tay Lâm Nhất, trước khi rời đi còn hung hăng chừng hắn. Ánh mắt đó có thể nói là rất hung ác, ý tứ uy hiếp cực kỳ sâu đậm. Chuyện này, Lâm Nhất cười khổ trong lòng, phần thưởng chưa thấy, lại còn lấy mất linh đồ mình vẻ. Linh đồ này hắn cũng xem như phát huy hơn ngày thường, linh quang chợt lóe, lần sau có thể vẻ hoàn hảo như vậy hay không còn chưa chắc. Vốn dĩ Mạc Linh đột nhiên rời đi, xem như trận sóng gió lần này cũng tạm thời kết thúc. Nhưng câu nói cuối cùng lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Ngày mai phải đến. Ý trong lời nói đúng là đáng để nghiền ngẫm. Lâm Chấp sự quả là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Ta chưa bao giờ thấy Mạc Linh sư tỷ thua thiệt lớn như vậy. Phải đấy, trước kia xem tranh của Lâm Chấp sự không hiểu, bây giờ nghĩ lại, nếu không phải cố ý làm loạn trình tự thì sao có thể dùng linh văn thuộc tính phong để liên kết. Bọn ta còn buông lời chế giễu, thật là xấu hổ. Vừa rồi đã đắc tội, xin lỗi. Bây giờ, những người khác tham gia khảo hạch trên đài cao đều không thể không khâm phục Lâm Nhất.
Bọn họ nhìn Mạc Linh đi xa rồi, lần lượt chắp tay nói. Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Nhất thể hiện ra thiên phú cấp bậc này tất nhiên sẽ rất có triển vọng. Bây giờ kết thân với hắn tốt hơn là gây thù với hắn nhiều. Lâm Nhất cũng không so đo, người đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử với người như vậy. Nếu bọn họ đã tươi cười nhận lỗi, đương nhiên hắn cũng không tỏ ra khó chịu gì, lần lượt mỉm cười đáp lại. Công tử Táng Hoa, uy phong lớn thật. Trong lúc mấy người họ nói cười với nhau, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên, đó là Cổ Đằng đã bị mọi người cho vào quên lãng. Gương mặt hắn ta âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, hàm răng còn phát ra tiếng ken két. Có thể đoán được trong lòng Cổ Đằng đang kìm nén cơn giận lớn đến mức nào. Những người khác thấy vậy đều biến sắc, không dám ở lâu, vội vàng rời đi. Lâm Nhất không biểu lộ cảm xúc gì, bây giờ hắn không có tâm trạng để ý tới con chó nhà có tang này, quay người định đi. Đồ chó má, đứng lại cho ta. Sắc mặt Cổ Đằng u ám, lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh nhạt nói, trước kia, nếu không có Mạc Linh sư tỷ, tên nhóc ngươi đã bị ta phế rồi. Bây giờ hại ta mất hết mặt mũi, ngươi còn định chạy, ngây thơ quá đấy. Lâm Nhất xoay lưng về phía hắn ta, vẻ mặt lập tức lạnh đi, khóe miệng hiện lên ý cười. Thú vị! Không chịu thôi phải không, thật sự cho rằng mình hơn được Lâm Nhất này rồi chắc. Nếu ngươi đã muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi tới cùng. Lâm Nhất dừng bước, quay người lại, khẽ giọng cười nói, ta cũng muốn xem, rốt cuộc là ai ngây thơ. Hôm nay Lâm Mỗ sẽ đứng đây, để xem ngươi phế ta như thế nào. Không ai ngờ được sóng gió đã trôi qua lại nổi sóng lần nữa. Nhưng nghĩ lại, với tính cách của Cổ Đằng mà dừng tay ở đây mới là lạ. Trước kia, Lâm Nhất chỉ ngồi nhầm chỗ của hắn ta một lúc. Hắn ta đã trắng trợn bắt Lâm Nhất phải liếm cho sạch. Bây giờ, hắn ta bị mất mặt trước đám đông như vậy, còn bị Mạc Linh vô tình giễu cợt, sao hắn ta có thể dễ dàng bỏ qua? Không hay rồi, trình độ linh văn của Lâm Nhất không tồi, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì e rằng sẽ chịu thiệt không nhỏ. Một người cảnh giới âm huyền tiểu thành, một người tiểu thành đỉnh phong, chỉ riêng tu vi thôi cũng đã chênh lệch không nhỏ. Huyền sư nhị phẩm đỉnh phong của Cổ sư huynh cũng không phải hư danh. Chắc Lâm Nhất còn chưa biết làm sao sử dụng linh đồ để tấn công. Cổ Đằng hơi quá đáng rồi, không chịu chấp nhận thua. Nhìn chiến trận trên đài, nhiều người nhỏ giọng bàn tán, lo lắng cho Lâm Nhất. Không thể không nói, phong thái vừa rồi của Lâm Nhất đúng là vô hình chung đã khiến nhiều người khâm phục. Nhưng bây giờ, Cổ Đằng lại cố chấp muốn ra tay thì nguy hiểm rồi. Câu trả lời hùng hồn của Lâm Nhất khiến Cổ Đằng sững sờ, sau đó hắn ta lập tức cười giễu nói, thằng nhóc nhà quê quả nhiên đủ ngông cuồng. Được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi thế nào là thực lực của thế lực cấp chuẩn bá chủ. Thực lực của thế lực cấp chuẩn bá chủ. Lâm Nhất âm thầm bật cười, ngươi mà cũng xứng. Kẻ trước mắt mạnh hơn đường ca của Mạc Linh một chút, chỉ dựa vào long hổ quyền thì không thể áp chế hắn ta. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn không kịp nghĩ gì nhiều, Cổ Đằng còn chưa dứt lời đã giết tới. Xem ra hắn ta đã kiềm chế cơn giận quá lâu, người ở giữa không trung đã tăng uy áp của bản thân lên đến cực hạn, vung tay đánh tới một quyền. Phá sơn quyền. Chân nguyên mạnh mẽ rót vào trong quyền mang, giữa không trung phát nổ tạo ra âm thanh rung chuyển đất trời. Cổ Đằng ở giữa không trung tựa như một vị thần binh. Nơi mà phong mang của hắn chạm đến là núi lở đất nứt. Trước mắt Lâm Nhất sáng bừng, phá sơn quyền này trái lại cũng ra trò, nó có nét khá là tương đồng với quyền kiếm hợp nhất của hắn. Nhưng cũng lại có sự khác biệt rõ rệt, quyền này như thể được lĩnh ngộ từ trong một cuốn thần binh thượng cổ nào đó, nơi quyền mang rơi xuống giống như phải gánh chịu cơn thịnh nộ của thần binh kiếm bén. Thú vị! Trong lòng Lâm Nhất nảy ra mong muốn được tranh hùng. Hắn không kiềm lòng được mà có ý muốn rút kiếm, theo âm thanh rồng ngâm hổ gầm, một chiêu long hổ quyền với sức mạnh lên đến đỉnh điểm được xuất ra, đón đầu đòn tấn công. Hai bóng người trên đài cao thình lình va chạm mạnh vào nhau, quyền mang của mỗi người tựa như cơn cuồng phong bão táp nện lên đối phương. Rầm 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 rầm. Trong một lúc, âm thanh ầm ầm vang lên không dứt,
như thể có một cơn sấm sét khổng lồ đang nổ ra ngay trên quảng trường phía trước điện Túc Vân. Trên mặt đất có hai luồng khí thế đang đối chọi với nhau khiến mặt đất rung chuyển, vẻ mặt của những người ngồi bên dưới đều biến sắc, vội vàng tránh ra thật xa. Tốc độ của hai người trên đài nhanh đến phát sợ, bọn họ nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Phụt! Bỗng nhiên, trong bóng hình mờ ảo như tia chớp của hai người kia có một bóng người tách ra, bay thẳng ra ngoài. Lúc bóng người chạm đất, khóe miệng đã chảy ra một dòng máu tươi, cơ thể khẽ lảo đảo suýt chút nữa là rơi khỏi đài. Là Lâm Nhất. Cổ đằng này rốt cuộc vẫn là đệ tử nội môn của Thư viện Thiên Phủ, nền tảng sức mạnh quả thực kinh người. Có chút bản lĩnh đó. Lâm Nhất lau đi vệt máu nơi khóe miệng nhìn về phía đối phương, khẽ cười nói. Có Long Tường chiến thể đỉnh phong hộ thân, hắn trái lại không hề bị thương nặng, chỉ là không thể không thừa nhận rằng. Long Hổ quyền danh chấn Đại Tần quả thực kém hơn không ít so với Phá Sơn quyền. Còn dám mạnh miệng, liều lĩnh không biết điều. Đáy mắt cổ đằng thoáng hiện vẻ dữ tợn, không đến 50 quyền đã bị mình đánh bay rồi, hắn lấy can đảm từ đâu mà dám liều mạng chống chọi như vậy. Quỳ xuống xin tha cho ta. Âm thanh quát lớn vang lên, cổ đằng khí thế đang lên vùn vụt, cuốn theo thanh uy vô biên vô tận xông đến như muốn giết chết Lâm Nhất. Quyền thế cuộn trào trên người hắn ta giống như một thanh thần kiếm chém xuống từ trên đỉnh của cửu thiên. Bên dưới bỗng vang lên từng tràng tiếng hô kinh hãi, uy lực của một quyền này làm những người đứng xem phải biến sắc mặt. Phá Sơn quyền của cổ đằng rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tiệm cận đỉnh phong viên mãn. Hạng nhất của đệ tử nội môn quả là danh bất hư truyền. Leng keng. Nhưng bỗng nhiên, một cảnh tượng mà ai cũng không thể ngờ được đột ngột xảy ra trước mắt bọn họ, rất nhiều đệ tử thư viện mắt như hoa cả lên, chỉ nghe thấy tiếng kiếm ngâm réo rắt, trong tay Lâm Nhất đã cầm một thanh kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của cổ đằng. Nhìn như thể là cổ đằng chủ động chạy qua. Sát chiêu đỉnh phong khí thế hung hãn của Phá Sơn quyền ngay lập tức đã bị đánh rớt đến đáy vực, cảnh tượng này rõ là kỳ dị vô cùng. Chỉ có cổ đằng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Một kiếm này rõ ràng đối phương ra tay sau nhưng lại đến đích trước, tìm đúng chỗ sơ hở của hắn ta. Đáng ghét. Trong lòng thầm chửi rủa một tiếng, cổ đằng lấy tốc độ nhanh nhất, như một tia chớp lui về tránh đi. Nhưng hắn ta còn chưa kịp chạm đất thì đã nghe thấy âm thanh xé gió, người kia như một mũi tên bắn khỏi cung, biến hóa ra những hình bóng mờ ảo sau đó dùng tốc độ sấm sét lao đến. Ong! Cùng là một cảnh tượng nhưng lại xảy ra chuyện kỳ dị. Cổ đằng vừa mới sắp lại gần thì lại là thanh kiếm đó tựa như dòng nước mùa thu lắc một cái đã chạm đến chỗ mi tâm của hắn ta. Trên thân kiếm lấp lánh ánh sáng, lại như một bóng ma khiến thế tấn công ngập trời của hắn ta khó mà tiến thêm được nữa. Rõ ràng là nắm đấm đang siết chặt, dốc hết sức mạnh toàn thân nhưng lại không thể nện ra được, chỉ đành phải cố gắng nén nhịn. Loại cảm giác đau đớn này khiến gương mặt cổ đằng đỏ lựng cả lên, trái tim trong ngực đập liên hồi. Tia máu đỏ vằn trong mắt, thân xác đầy vẻ không cam tâm. Nhưng không lui cũng phải lui, không cút cũng phải cút. Dưới ánh mắt trêu chọc của Lâm Nhất, cổ đằng rên một tiếng trong cổ họng, hai tay giang ra sau đó cong lại bật người lên không trung. Uỳnh! Cơ thể hắn treo giữa không trung, bỗng nhiên cong gập lại. Từng đạo linh văn dao động ẩn hiện xung quanh cơ thể hắn ta. Có một luồng khí tức khủng bố mà rào rạt từ từ cuộn lên trên cơ thể hắn, phảng phất như một giây sau sẽ có con hung thú vô song xuất hiện. Loại cảm giác này, là muốn dùng đến linh đồ sao? Trong mắt Lâm Nhất bung ra chiến ý mênh mông, Táng Hoa kiếm trong tay hưng phấn đến mức run lên. Cuối cùng cũng thấy được thế tấn công bằng linh văn nổi danh U Châu của Thư viện Thiên Phủ rồi. Thiếu niên khẽ nhớn mày, khóe miệng cong lên ý cười, nhưng đừng khiến ta phải thất vọng nhé. Cổ đằng treo lơ lửng giữa không trung, khí tức quanh thân hắn càng lúc càng khủng bố, vô cùng quái dị. Không đạt đến cảnh giới thiên phách thì không thể khống chế phi hành, chỉ có thể tạm dừng ở giữa không trung trong một lúc hoặc là mượn lực để bay lượn mà thôi. Đối phương có thể làm được đến bước này e là đã mượn sức mạnh linh văn dày đặc quanh người để hắn có thể bồng bềnh ở trên trời như vậy. Từ trên cao nhìn xuống dưới, giờ khắc này trên người hắn là khí thế nặng nề mênh mông, khiến người ta cảm nhận được một loại áp lực nặng nề.
Ở giữa không trung tựa như một tòa núi, hắn đứng trên sấm sét, cúi mắt nhìn xuống Lâm Nhất, ánh mắt như tia lửa điện, trầm giọng nói, có thể ép ta đến mức này, tiểu tử ngươi trái lại cũng có chút bản lĩnh. Chẳng qua một tên tiểu tử nhà quê như ngươi đến cuối cùng cũng không hiểu được, nền tảng sức mạnh của thế lực cấp chuẩn bá chủ đáng sợ đến mức nào. Mấy lần tấn công đều bị Lâm Nhất đánh lui khiến cổ đằng này nổi điên từ lâu. Không tiếp tục lao lên phía trước nữa, 10 ngón tay hắn ta linh hoạt, hai tay không ngừng biến đổi động tác trước người. Linh văn như ẩn như hiện quanh người hắn ta dần dần trở nên rõ ràng, từng đạo linh văn bung ra ánh lửa chói mắt. Là hỏa mạn sơn hà đồ. Mọi người bên dưới đều giật mình kinh ngạc. Hỏa mạn sơn hà đồ này chính là một loại linh đồ dùng để tấn công khá điên cuồng trong linh đồ nhị phẩm. Mặc linh có thể dùng cảnh giới huyền võ dùng loại đồ này để đánh trọng thương một người thuộc cảnh giới tử phủ, do vậy có thể thấy được uy lực của nó khủng khiếp đến mức nào. Đến đây thôi. Khóe miệng cổ đằng khẽ cong lên nụ cười dữ tợn, trong tiếng hét điên cuồng, rất nhiều linh văn được vẽ ra lập tức quấn lấy nhau tạo thành một bức tranh cuồn cuộn. Uỳnh ầm ầm. Trong thiên khung bỗng nhiên vang lên tiếng nổ rung trời, một dòng sông lửa rộng đến trăm trượng cuồn cuộn đổ xuống phía người Lâm Nhất. Trong mắt Lâm Nhất, nơi mà ánh mắt hắn chạm tới đều là một mảng lửa đỏ rực. Khí tức nóng rẫy điên cuồng mà đầy phẫn nộ ập đến trước tiên, ngọn lửa giạt rào hội tụ lại thành một dòng sông lửa như sắp nuốt chửng Lâm Nhất vào trong. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt trên gương mặt thanh tú của Lâm Nhất trở nên đỏ ửng nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lại xoay chuyển nhanh như tia chớp. Đáng sợ, một đòn này đủ để gây thương tích cho người thuộc cảnh giới âm huyền đại thành rồi. Nếu như ta không có kiếm ý thì e là sẽ rất khó để ứng phó được, chỉ đành phải dựa vào nhục thân mà gắng gượng chịu đựng. Đây mới chỉ là linh đồ nhị phẩm mà thôi, nếu là linh đồ tam phẩm thì uy lực sẽ phải khủng khiếp đến mức độ nào. Nếu là thuật thông thiên xuất quỷ nhập thần kia thì sẽ còn đáng ngạc nhiên đến mức độ nào nữa. Thư viện thiên phủ này quả thực là có nền tảng sức mạnh thâm hậu, không hổ với danh xưng thế lực cấp bá chủ. Chẳng qua trước mắt, thanh uy của hỏa mãn sơn hà đồ này thi triển trong tay cổ đằng vẫn còn thiếu đi một chút ý vị, vẫn chưa đủ để phải lo lắng. Vào giây phút khi dòng sông lửa mênh mông đang cuồn cuộn ập đến kia muốn nuốt chửng lấy Lâm Nhất. Tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh từ trong cơ thể hắn phóng vọt ra ngoài, kiếm âm tứ phía liên miên không dứt, vang vọng mãi quanh tai mọi người, sau đó phát nổ tạo ra âm thanh khủng khiếp khiến người ta muốn điếc tai. Bỗng, tất cả mọi người đều bàng hoàng, có rất nhiều người bật nhỏm người dậy, đáy mắt đều là vẻ chấn động và kinh ngạc. Tiên thiên kiếm ý. Tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh chân chính được xuất hiện trong bậc đệ tử. Giây phút khi tiên thiên kiếm ý kia được tế ra, thiếu niên áo sam xanh dưới dòng sông lửa mênh mông, phong mang lúc này chói mắt đến mức không ai dám nhìn thẳng. Trong tử phủ màu bạc của Lâm Nhất, tử diên hoa 73 cánh đã bung nở hoàn toàn, chân nguyên ảo ạt mà đậm đặc tràn ra khắp toàn thân. Ánh sáng hạo nguyệt. Kèm theo tiếng quát lạnh lùng. Nét mặt thiếu niên nghiêm nghị, táng hoa kiếm phẫn nộ chém xuống. Có ánh sáng màu bạc chói mắt bung ra từ trên thân kiếm, một giây sau, kiếm mang được ánh trăng bạc chói mắt ngưng tụ mà thành, sau đó quét ngang qua. Ánh trăng giạt rào, cô đọng và ngưng tụ thành một cột kiếm mang, ánh sáng rực rỡ mà nó phát ra khiến cả một vùng trời sáng rực như ngày mặt trời không lặn, vô cùng đáng sợ. Tu vi kiếm đạo phải mạnh đến bậc nào mới có thể đạt đến mức gây ra hiện tượng kỳ dị như vậy? Rầm. Trong tiếng nổ vang trời, dòng sông lửa mênh mông ảo ạt, ngay lập tức bị chém tan tác. Kiếm phong rít gào, cả một vùng đếm không xuể số mảnh vụn của ngọn lửa rụng là tả trong không trung. Thiếu niên áo sam xanh trên đài cao, tay nắm táng hoa kiếm nhưng lại chẳng hề bị dính chút thương tích nào. Tiên thiên kiếm ý. Trong đáy mắt cổ đằng lộ ra vẻ bàng hoàng kinh ngạc, ngay sau đó phẫn nộ quát sơn hà hội tụ. Uỳnh. Theo tiếng quát phẫn nộ của cổ đằng, vô số tàn tích rơi rụng của linh văn hỏa diệm trong không trung bất ngờ ngưng tụ lại một lần nữa. Mắt thấy hỏa diệm linh đồ sắp sửa ngưng tụ lại một lần nữa, uy lực của nó lần này dường như còn mạnh hơn một chút. Bàn tay Lâm Nhất lắc một cái, táng hoa kiếm vừa mới đáp xuống liền đâm vọt lên. Sương hàn vạn lý.
Tầm mắt lạnh lùng hướng về phía mà thân kiếm đang chỉ, ngước mắt quét qua, thân kiếm vang lên ong ong, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra hàn ý vô tận. Nơi tầm mắt chạm đến là vạn dặm đã kết băng. Giữa không trung đám vụn lửa linh văn hỏa diễm đang nối lại gần hoàn chỉnh, vào đúng lúc quan trọng nhất, không ngoài dự đoán đã bị đóng băng hoàn toàn. Phá! Lại là một tiếng hét lớn, tóc dài tung bay, táng hoa trong tay Lâm Nhất vạch ra một đường cong sáng loáng trước người. Rắc, 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 rắc. Ngọn lửa bị đóng băng kia lại nứt ra một lần nữa, hóa thành vô số những vụn băng rơi lả tả xuống đất như mưa. Phụt! Cổ đằng lơ lửng ở giữa không trung nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt hắn ta nhìn xuống người thiếu niên, nhìn thấy vẻ khinh thường trong đôi mắt đối phương, bỗng chốc cả người như bị lửa giận thiêu đốt, ta liều mạng với ngươi. Chân nguyên trong cơ thể hắn ta ào ạt lan tràn, khí tức kinh người bộc phát trong nghịch cảnh, lấy khí thế liều chết lăn xả, điên cuồng lao về phía Lâm Nhất. Âm thanh xé rách bầu không vang lên chói tai. Một đòn tấn công được đẩy lên mức đỉnh phong bộc phát ra trong nghịch cảnh của cổ đằng tựa như kinh hồng, mới chớp mắt đã giết đến trước mặt Lâm Nhất. Keng! Nhưng đúng vào lúc đòn tấn công đỉnh phong này sắp sửa bộc phát ra, một thanh kiếm, một thanh táng hoa kiếm với ánh sáng lung linh như mộng ảo đã rơi thẳng xuống mi tâm của hắn ta. Nếu còn tiến về phía trước thêm nửa thước nữa là mũi kiếm sẽ đâm thẳng vào mi tâm, máu văng tung tóe, lập tức mất mạng. Thân kiếm rung lên ong ong, kiếm ý với phong mang vô tận. Lại là một kiếm, vẫn là cảnh tượng đó, lần thứ ba xuất hiện trước mắt tất cả mọi người khiến bọn họ giật mình kinh hãi. Cơn đau đớn khi chân nguyên ảo ạt bị nén lại bên trong cơ thể mà không thể phát ra khiến gương mặt vốn dĩ trắng nhợt của cổ đằng giờ đây căng lên đỏ lựng. Đáng ghét! Đôi mắt đầy tơ máu lộ ra dáng vẻ vô cùng không cam tâm, cơ thể lóe lên muốn điên cuồng lui về phía sau. Lui được không? Khóe miệng Lâm Nhất khẽ cong lên ý cười lạnh lùng, bước ra một bước, thân kiếm hoa lệ thẳng thừng quất lên gương mặt của cổ đằng. Bốp! Thình lình vang lên âm thanh bạt tai chát chúa, âm thanh này vô cùng rõ ràng lọt vào tai của tất cả mọi người, cổ đằng miệng nôn máu tươi, bị đánh cho ngã lộn nhào mấy vòng trong không trung sau đó mới rơi xuống đất. Cổ đằng giãy giụa muốn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Trong mắt hắn ta đầy vẻ không thể tin. Sao lại có thể, ta vậy mà lại thua bởi một tên vô dụng mới ra khỏi đế quốc Đại Tần. Giờ khắc này hắn ta đã mất hết cả hồn vía, vẻ hống hách ngang ngược lúc nãy nói rằng sẽ khiến Lâm Nhất phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đã biến mất tăm. Nền tảng sức mạnh của thế lực cấp chuẩn bá chủ, trái lại cũng khá là nực cười. Lâm Nhất thu kiếm về vỏ, thần sắc trong đáy mắt đầy vẻ châm chọc và khinh thường. Trước mắt, cổ đằng bị tát cho ngã lộn nhào trên đất, rõ ràng là đã mất sạch thể diện. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ trách hắn ta tự làm tự chịu, con chó mất nhà này, hắn vốn dĩ lười chẳng thèm quan tâm. Nhưng lại cứ đeo bám dai dẳng, cứ muốn lấy lại sĩ diện đã mất ở chỗ Mặc Linh từ trên người hắn. Chỉ có thể nói là rất đáng tiếc, cổ đằng hắn ta đã tìm sai người rồi. Lâm Nhất hắn dù có kém hơn nữa thì cũng chẳng phải loại chó con mèo con để cho hắn ta tùy ý dẫm đạp. Tự lo lấy mình đi. Lời vừa dứt, Lâm Nhất xoay người rời đi, lười chẳng thèm nhìn đến hắn ta thêm nữa. Đáng ghét, tại sao chứ? Nhìn bóng lưng Lâm Nhất rời đi, vẻ âm u lạnh lẽo trong mắt cổ đằng đã lên đến mức cực điểm, bàn tay phải siết chặt thành quyền nện mạnh lên mặt đất. Tất cả mọi người ngồi trên bồ đoàn bên dưới thì lại yên lặng như chết, mãi không thể thốt lên được lời nào. Kết quả như thế này bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cổ đằng vốn rất mạnh mà sau khi Lâm Nhất rút kiếm ra, lại trở nên yếu ớt như vậy. Thậm chí, sau khi tế ra linh đồ mà vẫn bị đánh cho thê thảm. Mỗi một lần mạnh mẽ tấn công đều bị đối phương tùy ý đâm một kiếm ép phải rút lui. Sự tinh xảo trong kiếm thuật của Lâm Nhất quả thực là khó bề tưởng tượng, khiến người ta phải chấn động, bàng hoàng mãi. Bên ngoài điện Túc Vân, Cung Minh và Bạch Vân lần lượt đuổi kịp Lâm Nhất, vẻ mặt hai người đều có vẻ vô cùng hưng phấn. Chẳng qua trong ánh mắt của mỗi người vẫn còn một chút lo lắng. Hai người các ngươi là lo cho ta sẽ bị người ta trả thù chứ gì?
Nhìn vẻ mặt hai người, trong lòng Lâm Nhất hiểu rõ, khẽ cười nói. Cung Minh bật cười ha hả, gãi gãi đầu nhỏ giọng nói, thực lực của Lâm huynh quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt, rất khó tưởng tượng được ngươi thực sự xuất thân từ đế quốc Đại Tần. Nhưng mà đại ca của Cổ Đằng quả thực không phải là người dễ chọc vào, Lâm huynh phải cẩn thận mới được. Bạch Vân cũng ở bên cạnh gật đầu nói, Lâm đại ca Cổ Phong của hắn ta trước giờ vẫn luôn bên người của mình. Trong số đệ tử nội môn hắn ta cũng nổi tiếng tàn bạo, hay là vẫn nên đi thương lượng với Vân Yên sư tỷ đi. Lâm Nhất tùy ý cười nói, với thực lực của người này, dám hoành hành ngang ngược trong đám đệ tử nội môn như vậy, sau lưng ắt phải có chỗ dựa. Ta nếu như đã quyết định ra tay thì đương nhiên cũng đã nghĩ đến những chuyện này, hai vị không cần lo lắng cho ta. Người sống một đời, ân oán sảng khoái. Đã bị người ta nhảy lên đầu ngồi rồi. Thân là một kiếm khách còn không ra tay thì cuộc sống này cũng quá o ép rồi. Lâm Nhất đã nghĩ đến kết quả tệ nhất, chẳng qua cũng chỉ là rời khỏi thư viện thiên phủ mà thôi. Nếu đã như thế thì có gì đáng phải sợ nữa. Táng hoa kiếm, chôn hoa cũng chôn cả người. Vào giây phút khi hắn rút táng hoa kiếm ra thì đã định là sẽ phải bước lên con đường này rồi, thà chôn vùi bản thân chứ quyết không làm mất đi phong mang. Tấm lòng hướng về kiếm. Sợ gì sống chết. Trong lúc Lâm Nhất và hai người Bạch Vân nói chuyện lại không hề biết rằng, lúc này bên trong chủ điện của Điện Tú Vân cũng có mấy người đang ngồi bàn luận về hắn. Sự rung động được sinh ra bởi bức hỏa mạn sơn hà đồ kia còn vượt xa so với trong tưởng tượng của hắn. Trong chủ điện, bức tranh hỏa mạn sơn hà đồ mà Lâm Nhất vẽ ra kia đang được hai người xem xét tỉ mỉ. Một trong số đó đương nhiên là Mạc Linh. Người đứng đầu trong số đệ tử nòng cốt, một người khác nữa chính là đại trưởng lão Du Mộc của Ngự Thư Đường. Ngoài ra, Liễu Vân Yên đứng phía sau lưng hai người này, thần sắc trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Người này thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa mạn sơn hà đồ sao. Du Mộc nhìn bức tranh mở ra ở phía trước mặt, trong hai mắt khó nén vẻ chấn động cùng kinh ngạc. Yêu nghiệt cỡ này quả thực là trước giờ chưa từng gặp, rõ là đáng sợ. Vẽ ra linh văn nghịch thiên đến mức này, có thể sánh được với các bậc tiền bối được coi như truyền kỳ ở trong thư viện thiên phủ này. Bây giờ cho dù tìm khắp cả cổ vực Nam Hoa này e là cũng rất khó để tìm được đối thủ có thể sánh ngang với hắn. Hoặc có lẽ, chỉ có những yêu nghiệt cấp bá chủ kia mới có thể tạm sánh được với hắn, nhưng chắc chắn là không có nhiều, may ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Du trưởng lão, ta có thể chắc chắn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hỏa mạn sơn hà đồ, biết vì sao không? Mạc Linh vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ giọng nói. Vì sao? Du Mộc trưởng lão vốn là một kẻ mạnh gần chạm đến cảnh giới thiên phách, mắt nhìn của ông ta vốn dĩ cực kỳ cao, cho nên ông ta cũng cảm thấy có chút không thể tin. Nghi ngờ trước đó Lâm Nhất có lẽ đã từng tiếp xúc với hỏa mạn sơn hà đồ rồi. Nếu không thì thực sự rất khó để giải thích được. Nhưng Mạc Linh lại nói, nàng ta có thể chắc chắn 100%, Lâm Nhất là lần đầu tiên nhìn thấy hình này. Không hề nghi ngờ đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Du trưởng lão, đến cả Liễu Vân Yên trong mắt cũng nhuốm đầy vẻ hiếu kỳ. Muốn biết vì sao Mạc Linh sư tỷ lại nói như vậy? Du trưởng lão, ông xem linh văn thuộc tính gió này mà hắn vẽ. Mạc Linh vươn ngón tay thon dài trắng nõn nà như ngọc chỉ vào linh văn thuộc tính gió duy nhất trong bức hỏa mạn sơn hà đồ. Đây là... Du Mộc trưởng lão cảm thấy đạo linh văn này vô cùng quái dị, nhưng lại nói không ra nó quái dị ở chỗ nào, trầm giọng nói, đây là hoa văn cư vân trong linh văn thuộc tính gió, nhưng mà, hình như lại có chút khác lạ. Trên gương mặt xinh xắn của Mạc Linh lộ ra ý cười, khẽ nói, mắt nhìn của Du Mộc trưởng lão thật tinh tường. Đây quả thực là hoa văn cư vân, nhưng là hoa văn cư vân đã từng bị ta thay đổi. Nghĩa là đạo linh văn này, hắn ta trước đó chưa từng có cơ hội được tiếp xúc lần nào, cũng tức là hắn đã bắt chước vẽ lại ngay tại hiện trường. Khi đó, lúc đang vẽ hỏa mạn sơn hà đồ hắn đã nhắm mắt trầm ngâm khoảng gần một khắc thời gian, bây giờ nghĩ lại, e là lúc đó hắn đang nhớ lại đạo hoa văn cư vân mà ta vẽ ra này. Trước khi bắt đầu giảng bài, Mạc Linh vì muốn khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ nên đã đồng thời bày ra linh văn của năm loại thuộc tính khác nhau. Khiến đất trời biến sắc, cuồng phong nổi dậy, các hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra.
Trong đó, chỉ có một đạo hoa văn cựu vân này, Lâm Nhất chỉ liếc mắt một cái đã ghi nhớ lại một cách hoàn chỉnh trong đầu của hắn. Cái này. Nghe Mạc Linh kể lại, Du Mộc trưởng lão và Liễu Vân Yên thoáng biến sắc, trong lòng chấn động mãi thôi. Điều này không khỏi yêu nghiệt một cách quá đáng sao. Chỉ nhìn một lần mà đã bắt chước vẽ lại được linh văn nhị phẩm mà Mạc Linh đã cải tạo. Cho nên ta dám chắc chắn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa mạn sơn hà đồ, những linh văn này đều là do hắn bắt chước vẽ lại ngay tại lúc đó, thậm chí trong có còn có một số linh văn nhị phẩm được vẽ khá là vụng về. Mạc Linh rủ rỉ nói, trong đáy mắt thoáng qua ánh sáng kỳ lạ, nàng ta khi đó có mặt ngay tại hiện trường, sự chấn động còn nhiều hơn so với Liễu Vân Yên và Du Mộc trưởng lão. Kỳ thực, đây vẫn chưa phải là chỗ đáng sợ nhất. Ánh mắt rơi trên tấm hỏa mạn sơn hà đồ, thần sắc của Mạc Linh đầy vẻ trang nghiêm, khẽ giọng than. Là sao? Liễu Vân Yên và Du Mộc trưởng lão đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Mạc Linh suy nghĩ một lát rồi nói khẽ, tất cả linh văn trên này đều do ta tự tay vẽ, thậm chí phong cách cũng tương đương. Nhưng hỏa mạn sơn hà đồ mà hắn đang vẽ lại thuộc về một mình hắn. Con người của hắn không bị trói buộc bởi cái bóng của tiền nhân, Lâm Nhất có thể mở ra một con đường của riêng mình, và bước trên hành trình thuộc về mình. Tuy trình độ về linh văn của Du trưởng lão cao hơn hắn, nhưng ngài có thể thêm một linh văn hệ gió vào trong hỏa mạn sơn hà đồ giống như hắn được không? E là, ngài còn chưa từng nghĩ đến việc đó. Bị một đệ tử nhận xét như thế, nghe qua thì có hơi bất kính, nhưng Du Mộc trưởng lão lại là một người phóng khoáng, ông ta cười khổ nói. Đúng là như thế, đa số huyền sư đều như ta, bọn họ cũng chỉ biết bước đi trên con đường mà các vị tiền bối đã tìm ra. Dù sao thì tu luyện linh văn rất gian nan, muốn đi con đường của riêng mình lại càng gian khổ gấp bội. Đừng nói là cải tạo linh đồ do tổ tiên lưu lại, ngay cả việc cải tạo linh văn như ngươi mà lão phu còn chưa từng nghĩ đến nữa là. Mạc Linh khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Liễu Vân Yên và nói, Vân Yên sư muội. Muội đã tiếp xúc với Lâm Nhất một thời gian khá dài, muội có suy nghĩ thế nào về người này? Liễu Vân Yên thoáng sững sờ, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Lâm Nhất xoay người đi lúc ở Hồ Tử Vân. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng ta thấp giọng nói, người này khá xem trọng tình nghĩa, nhưng nếu chạm vào vảy ngược của hắn thì có thù tất báo, chắc chắn không nương tay. Liễu Vân Yên dừng lại chốc lát, liếc nhìn hỏa mạn sơn hà đồ với vẻ mặt nghiêm túc. Rồi nói tiếp, tuy ta đoán được hắn có khả năng về linh văn, nhưng quả thật bất ngờ khi biết thiên phú của hắn lại yêu nghiệt đến thế. Riêng về việc không bảo thủ mà sư tỷ nói đến, ta có thể chứng minh, bởi lẽ người này đã tu luyện thủy nguyệt kiếm pháp đến hóa cảnh. Hóa cảnh. Trong mắt Mạc Linh và Du Mộc trưởng lão đều lóe lên tia khác thường, bởi vì có thể tu luyện một môn kiếm pháp đến hóa cảnh, chứng tỏ bản thân hắn đã tự lĩnh ngộ. Đã thế. Cũng không có gì khó hiểu khi hắn một mực muốn thay đổi hỏa mạn sơn hà đồ. Là do thiên tính mà thôi, loại người này, hoặc là không có tiếng tăm gì, hoặc là vang danh tứ phía, tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường. Sau một hồi trò chuyện, Mạc Linh bèn đem cất bức tranh này. Liễu Vân Yên đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, dường như có tâm sự gì đó. Thật lâu sau, nàng ta lấy hết can đảm nói, sư tỷ Mạc Linh. Tỷ đã từng đồng ý với ta rằng khi ta thăng cấp huyền sư tam phẩm, tỷ sẽ dạy ta tiểu thần thông. Sắc mặt Mạc Linh không đổi, thản nhiên nói, quả thật ta đã nói thế, nhưng ta cũng từng nói, đợi đến khi muội nắm giữ 10 đường linh văn tam phẩm thì ta mới có thể dạy muội. Nhưng thời gian không còn nhiều lắm, ta muốn thử một lần. Liễu Vân Yên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không muốn từ bỏ. Không nắm giữ 10 đường linh văn tam phẩm. Ngay cả tư cách xem thần thông còn không có thì ta dạy muội thế nào, Mạc Linh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh giọng nói. Nhưng ta thật sự muốn thử một lần. Muội lui xuống đi, đợi sau khi muội nắm được 10 đường linh văn tam phẩm, ta sẽ đến tìm muội. Mạc Linh cầm cuộn tranh trong tay, sầm mặt đáp, hiển nhiên, nàng ta không có ý định thỏa hiệp. Liễu Vân Yên không cam lòng, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của sư tỷ. Nàng ta cũng không dám nhiều lời, đành phải cúi chào rồi quay đi. Du Mộc đứng bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng, ông ta vẫn không lên tiếng. Về thần thông, thật ra Mạc Linh đã châm trước nhiều rồi, trên thực tế,
ít nhất phải nắm giữ 20 đường linh văn tam phẩm thì mới có tư cách tu luyện thử. Bậc cửa 10 đường linh văn đã đủ thấp, Liễu Vân Yên chưa đáp ứng được mà vẫn muốn thử, sao Mạc Linh có thể đồng ý cho được? Tu luyện thần thông không dễ, một khi thất bại, hậu quả khó lường. Đợi nàng ta đi xa, Du Mộc mới thở dài và nói, cô nhóc này quá hiếu thắng, lần này còn chưa đủ hung hiểm nên nàng ta mới lấy được 3 gốc kim liên tử hỏa kia. Cũng vì bù đắp cho những tiếc nuối và nhục nhã mà năm đó phụ thân nàng ta đã. Mạc Linh liếc nhìn Du Mộc trưởng lão, đưa ngón tay lên miệng ra dấu yên lặng. Sắc mặt Du Mộc trưởng lão chợt thay đổi, lúc này, ông ta mới nhớ đến dù ở khoảng cách này thì Liễu Vân Yên vẫn có thể nghe được, ánh mắt ông ta lộ vẻ âu sầu. Ở cổng chủ điện, nghe thấy những lời từ xa vọng đến, hai mắt Liễu Vân Yên đỏ bừng, ngần ngấn nước. Đợi nàng ta đẩy cửa ra ngoài, Mạc Linh mới lên tiếng, Du trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm thì Lâm Nhất cũng chỉ mới 18 mà thôi. Nghe vậy, Du Mộc mỉm cười, thấp giọng nói, ta biết cô muốn nói gì, thật ra sư huynh Đường Du cũng có cùng cách nghĩ, và đã căn dặn ta âm thầm trông nom hắn. Nào ngờ, tên nhóc này vừa đến vài ngày đã khiến cô chú ý, có cảm giác như là anh hùng gặp nhau vậy. Có điều gì? Có điều Lâm Nhất đã đánh Đường ca của cô bị thương, thậm chí, hôm đó hắn đã đắc tội với cô, Du Mộc trưởng lão thận trọng nói. Mạc Linh cau mày, khẽ cười, trưởng lão quá lo lắng, thái độ của tên kia đúng là ngông cuồng, nói thật, ta có ấn tượng tốt với hắn thì mới là lạ đấy. Tuy nhiên, Liễu Vân Yên nói không sai, quả thật thời gian không còn nhiều lắm, có lẽ sự xuất hiện của hắn chính là cơ hội xoay chuyển tình thế của Thư viện Thiên Phủ ta. Còn về vị Đường ca kia, hắn cũng không phải là một người quá xuất sắc trong tộc, gia tộc vốn chỉ muốn thông qua địa vị của ta tại thư viện để tìm cho hắn một chức vụ nhàn hạ mà thôi, từ đó nhận được một ít đãi ngộ của tông môn, xem như tiết kiệm tài nguyên cho gia tộc. Nghe vậy, Du Mộc chỉ biết cười khổ, quả thật cô nhóc này nói chuyện rất thẳng thắn. Thật ra, các trưởng lão của Ngự Thư Đường đều hiểu rõ mục đích Mạc Phong đòi đảm đương vị trí chấp sự khách khanh. Nói trắng ra thì hắn ta muốn chiếm chút lợi lộc từ thư viện mà thôi. Nếu không phải Lâm Nhất gây rối, thì nể mặt Mạc Linh, dù biết rõ mục đích của hắn ta, thư viện cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi lẽ Mạc Linh đã nắm giữ được tiểu thần thông, ngày sau, rất có khả năng sẽ tiếp quản thư viện Thiên Phủ. Vậy thì tốt, ta cũng không phải e ngại nữa. Nếu Mạc Linh đã hiểu lý lẽ như vậy thì Du Mộc trưởng lão cũng cảm thấy thả lỏng hơn. Bèn mỉm cười nói, vậy xin nhờ cô dốc lòng thao luyện tên nhóc kia một phen. Thiên phú quả thật là yêu nghiệt, nhưng nội tình vẫn còn kém, phải dạy bảo cẩn thận mới được. Không thành vấn đề, ta đã lãnh nhiệm vụ này thì tất nhiên sẽ dốc hết sức mà làm. Tốt lắm, tâm tính của tên nhóc này rất cao ngạo, nếu cô không quản nổi thì cứ dùng thần thông để hấp dẫn hắn. Việc này, ánh mắt Mạc Linh lóe lên tia khác thường. Nàng ta không ngờ Du Mộc trưởng lão lại có thể cam tâm làm vậy. Thư viện Thiên Phủ không được phép thất bại, nếu tên nhóc này thật sự có thực lực nghịch thiên thì có thể thử đánh cược một lần. Ta nghĩ sư huynh Đường Du cũng sẽ đồng ý, Du Mộc trưởng lão thở hắt ra, nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi, Mạc Linh không nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp. Cuối cùng, trong tình huống Lâm Nhất không hề hay biết. Một sự kiện trọng đại có liên quan đến hắn đã được Mạc Linh và Du Mộc trưởng lão bàn bạc và ra quyết định. Đưa bức tranh này cho ta muốn đưa sư huynh Đường Du xem, ngày mai sẽ trả lại cô. Trước khi chia tay, Du Mộc trưởng lão lấy đi bức hỏa mạn sơn hà đồ 10 phần linh vận trong tay Mạc Linh. Sau khi chào từ biệt cô nhóc Bạch Vân, Lâm Nhất và Cung Minh cùng đi về hướng Linh Mộc Phong. Hai người đều là chấp sự khách khanh. Sau trận giông bão tại Điện Túc Vân ngày hôm nay, khoảng cách giữa bọn họ được thu hẹp không ít. Trước đó, khi Lâm Nhất ngồi vào chỗ của Cổ Đằng, có không ít người chờ xem trò cười của hắn, chỉ có cô nhóc Bạch Vân và Cung Minh đứng ra bênh vực hắn. Trận chiến với Cổ Đằng ngày hôm nay thật sự đã mang đến rất nhiều thu hoạch cho Lâm Nhất. Nhất là phá sơn quyền của đối phương, Lâm Nhất có thể thông qua đó nhìn ra được nội tình của thế lực cấp chuẩn bá chủ. Trong tay Cổ Đằng, môn công pháp này đã có thể áp chế long hổ quyền của hắn. Nếu là đệ tử cốt cán thì e là hắn sẽ không có cơ hội thở dốc. Từ đó có thể thấy,
nội tình của thư viện Thiên Phủ khá thâm sâu. E rằng những tài nguyên mà đệ tử cốt cán có thể chạm đến càng đáng kinh ngạc hơn, và tất nhiên, thực lực của bọn họ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tên cổ đằng kia. Trong các thế lực lớn cấp chuẩn bá chủ, thư viện Thiên Phủ thuộc hàng yếu kém mà đã như vậy, thử hỏi các thế lực khác sẽ như thế nào. Huyền Dương Điện, thế lực cấp bá chủ chính thức, sẽ khủng bố đến mức nào? Thế giới này quả thật rất lớn. Còn một năm nữa là đến Quần Long Thịnh Yến, nếu hắn không cố gắng thì sợ là khó có được thành tích. Cung Minh Huynh, ta có thể hỏi một việc được không? Hiện tại ở thành U Châu có những cao thủ nào? Lâm Nhất tỏ vẻ tò mò. Trong thành U Châu có không ít cao thủ, tuy nhiên, với ánh mắt của Lâm huynh đệ thì, e rằng chỉ những tên yêu nghiệt có tên trên bảng Long Vân mới có thể khiến ngươi để mắt. Cung Minh vốn là người ở thành U Châu, nên rất hiểu biết về nơi này, nghe hỏi, hắn ta thản nhiên đáp. Bảng Long Vân. Lâm huynh không biết bảng Long Vân à? Đây là danh sách được sắp xếp dựa trên Quần Long Thịnh Yến cử hành 4 năm một lần. Cổ vực Nam Hoa rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có 100 người có tên trên bảng. Có thể ghi tên lên đó, không ai không phải nhân trung long kiệt, là nhân tài kiệt xuất có ưu thế mang tính nghiền áp đối với những người cùng thế hệ, thật sự rất đáng sợ. Khi nhắc đến bảng Long Vân, thái độ của Cung Minh khá nghiêm túc và trang trọng, cho thấy sự kính sợ đối với nó. Trong thành U Châu có Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ xếp hạng 87 trên bảng, Liễu Thần Giật của Lầu Tàn Kiếm xếp hạng 89, Lâm Chí Viễn của Phủ Tam Tuyệt xếp hạng 93, cùng với sư tỷ Mặc Linh của Thư viện Thiên Phủ chúng ta, nàng ta xếp hạng 97. Xếp hạng của bốn người có thứ tự trước sau, nhưng thực lực lại không chênh lệch bao nhiêu, có thể nói là ngang ngửa nhau. Cung Minh lộ vẻ kính sợ, thấp giọng nói, bốn người này chính là tứ đại thiên kiêu thành U Châu, trong dàn nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ, không một ai sánh bằng. Ngoại trừ sư tỷ Mặc Linh, ba người còn lại đều có tu vi Dương Huyền Đại Thành. Tuy nhiên, sư tỷ nắm giữ tiểu thần thông, là huyền sư tam phẩm đỉnh phong, cho nên so ra cũng không yếu hơn ba người kia. Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ, Liễu Thần Giật của Lầu Tàn Kiếm, Lâm Chí Viễn của Phủ Tam Tuyệt và Mặc Linh của Thư viện Thiên Phủ. Lâm Nhất Thầm nhớ kỹ tên những người này. Hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên khi biết ba người kia là võ giả cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Nghĩ đến bản thân chỉ mới có tu vi âm huyền tiểu thành, quả thật có chênh lệch hơi lớn. Không đúng. Chợt nhớ ra cái gì đó, Lâm Nhất liền hỏi, vì sao không có đệ tử của Huyền Dương Điện? Trong tứ đại thiên kiêu hoàn toàn không có đệ tử của Huyền Dương Điện, việc này có hơi kỳ quái. Nghe vậy, Cung Minh khẽ thở dài, mỉm cười nói, không ai đi so với Huyền Dương Điện cả. Tiết Dịch, đệ tử chân truyền mạnh nhất Huyền Dương Điện. Xếp thứ 10 trên bảng Long Vân, người nói xem nên so thế nào. Còn nữa, người này quanh năm không ở U Châu, thế nên khi nhắc đến cao thủ thành U Châu, thường thì mọi người chỉ biết bốn người kia. Tiết Dịch người xếp hạng thứ 10 trên bảng Long Vân. Chênh lệch thật sự lớn. Khi nghe những lời này, Lâm Nhất hoàn toàn không nói nên lời. Tuy mấy năm nay Huyền Dương Điện có dấu hiệu xuống dốc, nhưng suy cho cùng đó vẫn là một trong 9 bá chủ. Lịch sử của bọn họ còn cổ xưa hơn cả thành U Châu. Chỉ riêng một chữ chuẩn, những thế lực như Lầu Huyết Vũ hoàn toàn không có tư cách so sánh với Huyền Dương Điện, sự chênh lệch trong đó vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Cung Minh vỗ vỗ vai Lâm Nhất, thản nhiên cười nói. Hắn ta hoàn toàn hiểu được những dao động trong mắt Lâm Nhất. So với những gì hắn ta nói, thế lực cấp bá chủ còn mạnh hơn thế. Lâm Nhất sờ mũi. Khẽ cười nói, quả thật có hơi bất ngờ, đa tạ Cung Minh huynh đã kể rõ. Hề hề, suy xét những việc này, có hơi xa rồi. Đối với ngươi, bảng Long Vân là chuyện của 4 năm sau. Vậy à, Lâm Nhất mỉm cười, không nói gì thêm. Cung Minh cũng không quá để ý, nên không nhìn thấy chiến ý vụt qua trong mắt Lâm Nhất. Lâm huynh, giờ nên nghĩ xem ngày mai phải ứng phó với sư tỷ Mặc Linh như thế nào. Nàng ta đã nói rõ, nếu ngươi không xuất hiện, nàng ta sẽ khiến ngươi không ở lại Thư viện Thiên Phủ được nữa. Cung Minh mở to mắt nhìn Lâm Nhất, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, sau đó chào tạm biệt rồi xoay người đi. Suýt nữa thì quên mất việc này. Lâm Nhân còn nhớ trước khi đi, sắc mặt cô gái kia không mấy gì tốt.
Tuy nhiên, sau khi quay về chỗ ở, Lâm Nhất đã ném việc này ra sau đầu. Mảnh đất phong thủy quý báu này chính là nơi thích hợp để thi triển Tử Diên kiếm quyết. Một ngày khổ tu ở đây có thể sánh bằng một tháng bên ngoài. Từ đó, hắn cũng hiểu ra được vì sao ba người còn lại trong tứ đại thiên kiêu thành U Châu lại có tu vi Dương Huyền Đại Thành. Nếu đổi lại là hắn, quanh năm được đắm chìm trong môi trường thế này thì e là tu vi không chỉ đến cảnh giới Dương Huyền thôi đâu, có khi có thể thăm dò phía trên cảnh giới âm dương nữa kìa. Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, từng giọt nắng rời trên người Lâm Nhất. Hắn mở mắt ra, đưa Tử Diên màu bạc đang nở rộ trên mặt đất lập tức tiến vào cơ thể hắn. Sâu trong mắt hắn có ánh sao lấp lánh, ẩn chứa duệ khí sắc lạnh. Trong tử phủ, ở khoảng không gian tựa như mặt hồ kia, hoa Tử Diên màu tím bạc lặng lẽ nở rộ, nếu đếm kỹ thì sẽ phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm một cánh hoa. Số lượng cánh hoa tăng từ 73 lên đến 74. Tu vi tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lâm Nhất, dựa vào mấy ngày tích lũy trước đó, chỉ trong một đêm, Tử Diên kiếm quyết đã có dấu hiệu đột phá rất rõ ràng. Đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Nếu có thể, Lâm Nhất thật sự rất muốn bế quan ở đây một tháng. Nhưng Mạc Linh đã nói như vậy, hôm nay, bất kể thế nào, hắn đều phải đến Điện Túc Vân một chuyến. Với địa vị của nàng ta ở Thư viện Thiên Phủ, nếu thật sự nhẫn tâm muốn đá hắn đi thì e là đám trưởng lão kia cũng không dám lên tiếng. Đành thôi, vậy thì trải nghiệm phong thái của một thiên kiêu nổi danh trên bảng Long Vân xem thế nào. Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, nhếch miệng cười. Đầm rồng hang hổ mà hắn còn dám xông vào thì sợ gì một cô gái cơ chứ. Rời khỏi sân, Lâm Nhất không đợi Cung Minh mà một mình đi đến Điện Túc Vân. Dọc đường đi, có không ít đệ tử nội môn chỉ trỏ hắn. Thoạt nhìn, vẻ mặt bọn họ có chút kính sợ, nhưng ẩn bên trong đó lại là sự tò mò. Hôm qua, sau khi đánh bại Cổ Đằng, hắn đã nổi danh khắp Thư viện Thiên Phủ, có không ít người biết đến tên tuổi hắn. Lâm Nhất cười thầm, quả nhiên, ở đâu cũng vậy, thực lực mãi mãi là nền tảng để đổi lấy sự tôn trọng. Khoảng cách đến Điện Túc Vân ngày càng gần, trên đường đi, số lượng đệ tử của thư viện cũng dần ít đi. Mãi cho đến khi không còn ai nữa. Kỳ quái. Hắn nhớ rõ là hôm qua, khi đến đây, người đông nghìn nghịt, phải nói, ngày thường Điện Túc Vân có sức hút rất lớn, từ trước đến nay vẫn luôn đầy chỗ. Hay do ta đến quá muộn? Lâm Nhất nghi hoặc bước vào quảng trường Túc Vân, ánh mắt hắn lập tức lóe lên tia khác thường. So với hôm qua thì hôm nay, quảng trường vô cùng vắng lặng, phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy được một khoảng không trống trải. Trên đài cao, Mạc Linh ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Ánh nắng rơi trên người nàng ta, khiến khí chất có phần cao ngạo, lạnh lùng của người phụ nữ này thêm phần thánh khiết và trang trọng. Ngay khi Lâm Nhất còn đang thất thần, đột nhiên, Mạc Linh mở mắt, ánh mắt sáng ngời, trong vắt như làn nước mùa thu, tràn đầy tinh quang. Trước kia, hắn thật sự không phát hiện nàng ta có một đôi mắt xinh đẹp như vậy. Mắt trong như nước, sáng như sao, sóng mắt long lanh, chiếu rọi ánh sao trời. Ngồi đi. Mạc Linh duỗi tay chỉ về phía một tấm bồ đoàn được đặt đối diện nàng ta trên đài cao. Đang diễn trò gì thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.